Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 48. Vì khi cô ta mới đến với thế giới này, vì thân thể, cô ta không thể tu luyện, mà ở đại gia tộc võ đạo như gia tộc Vĩnh Dạ, nếu không thể tu luyện thì chẳng khác nào kẻ vô dụng. Vì thế từ nhỏ cô ta đã bị mọi người trong tộc lạnh nhạt giễu cợt, bao gồm cả người cha kia, khi biết cô ta không thể tu luyện, ông ta không còn tới thăm cô ta lần nào nữa. Chỉ có người phụ nữ đó là chưa từng bỏ rơi cô ta. Cũng vì người phụ nữ đó, cô ta mới đồng ý ở lại đế quốc Vĩnh Dạ thêm một thời gian nữa. Mà người phụ nữ đó bảo cô ta liên hôn với Diệp công tử đương nhiên cũng xuất phát từ ý tốt, hy vọng cô ta có thể tìm được chỗ dựa vững chắc từ nhà phu quân, như vậy đế quốc Vĩnh Dạ và người trong tộc không còn ai dám bắt nạt cô ta nữa. Cô ta vốn định từ chối, nhưng không cưỡng lại được người phụ nữ đó khẩn cầu. Không còn cách nào khác, cô ta chỉ đành đến gặp người đàn ông này, nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc với hắn, người đàn ông trước mặt này khiến cô ta khá bất ngờ. Hắn là một người rất thẳng thắn. Lúc này, cô ta nghĩ đến tỷ tỷ của mình, cảm thấy tỷ tỷ thật sự hơi kém, nếu ở cùng với người trước mắt này, ngôi đế chắc chắn sẽ trong tầm tay, không chỉ vậy còn nhận được một viện trợ lớn mạnh từ bên ngoài. Tiếc là tỷ tỷ không làm như vậy. Người đàn ông trước mắt này bình thường ôn hòa nho nhã, rất dễ gần, nhưng cô ta có thể cảm nhận được thực ra hắn là một người cực kỳ kiêu ngạo, người đối xử tốt với hắn thì đương nhiên hắn sẽ tốt, nếu ngươi dám cao ngạo với hắn thì hắn sẽ còn cao ngạo hơn ngươi. Nghĩ đến đây, Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, cô ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Sau khi việc này kết thúc, cô ta cũng nên rời đi. Cô ta và hắn chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau mà thôi. Mà đối với một người tu luyện, loại người qua đường thế này sao có thể sau khi bế quan một thời gian là sẽ bị lãng quên ngay. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên từ phía xa, sau đó một kiếm khi chém tới trên mặt biển, trong nháy mắt, mấu chục vạn trượng hải vực đã bị nhát kiếm này chém làm hai. Dạ Nam Tình gác lại mọi suy nghĩ, nhìn Diệp Quân nơi xa, lúc này cơ thể hắn mờ ảo, nhìn thấy thế, trong mắt cô ta hiện lên vẻ bất ngờ, thời không hóa thân vạn thiên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dạ Nam Tình, Diệp Quân quay đầu nhìn cô ta, cười hỏi chiêu này thế nào. Dạ Nam Tình gật đầu, cũng được. Cũng được. Diệp Quân bĩu môi, đương nhiên không hài lòng với đáp án này lắm, hắn xoay người tiếp tục tu luyện. Thời gian tiếp theo, ngày nào Diệp Quân cũng đều chăm chỉ luyện tập. Phải công nhận rằng thời không hóa thân vạn thiên thi triển cùng kiếm thuật chồng chèo thật sự rất khó, bởi vì hắn có thành tựu rất cao trong thời không. Không chỉ vậy còn muốn dùng được mọi lúc mọi nơi nên tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Rất khó. Tế nhưng Diệp Quân phát hiện điều Chân Tỷ nói hoàn toàn khả thi. Nếu tu luyện thành công, hắn thi triển nhất kiếm này có lẽ giết được cả ông nội và cha. Một câu thôi, có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không nhịn được cười ra tiếng. Hình như càng ngày hắn càng kiêu ngạo rồi. Có lẽ là do huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma. Một ngày ở thế giới bên ngoài, một năm trong tiểu tháp. Cứ thế, Diệp Quân khổ luyện nửa năm, cuối cùng chiêu hóa thân vạn thiên và kiếm thuật chồng chéo của hắn cũng có hiệu quả. Một khi thi triển, Diệp Quân ở trong hàng vạn thời không sẽ đồng thời rút kiếm, đương nhiên chỉ có thể đồng thời rút một kiếm, nhưng lại là vạn kiếm chồng chéo. Uy lực đó thực sự đáng sợ, dù là thời không trong tiểu tháp cũng hơi khó đỡ. Thực ra may nhờ có chân thụ, nếu không huyền khí của hắn không thể trụ được cho hắn chơi thế này. Không chỉ vậy, sau khi thi triển, hắn phát hiện dù là sức mạnh cơ thể hay là sức mạnh tinh thần đều đã tiêu hao hoàn toàn. Chiêu này là kiểu dùng một lần phải nghỉ ngơi thật lâu, uy lực rất mạnh nhưng không thể nhiều dùng. Mà khi đã kích hoạt hai loại huyết mạch rồi thi triển thì uy lực của chiêu này sẽ càng mạnh hơn nữa. Hắn khá chờ mong. Lúc này dường như nghĩ đến điều gì, hắn cất kiếm quay lại nhìn bờ biển không xa, Dạ Nam Tình đang ngồi ở chỗ đó nhìn hắn. Diệp Quân đi tới trước mặt Dạ Nam Tình, cười bảo, thời gian này cô thường xuyên tới đây xem ta tu luyện, có cảm thấy ta rất lợi hại không? Dạ Nam Tình chớp mắt, đúng là rất lợi hại. Diệp Quân cười ha hả, thật ra ta mới dùng một phần sức mạnh thôi, nếu ta dùng hai phần sức mạnh thì uy lực quá lớn, tòa tháp này không chịu nổi. Tiểu tháp. Dạ Nam Tình mím môi cười, vậy sao? Diệp Quân gật đầu, ta thường không hay nói đùa.
Dạ Nam Tình lắc đầu cười, người còn tu luyện nữa không? Diệp Quân nhìn xung quanh rồi đáp, tạm thời không tu luyện nữa, chúng ta đi thôi. Dạ Nam Tình gật đầu. Hai người ra khỏi tiểu tháp, vừa mới ra, một người phụ nữ xinh đẹp đã đi tới trước mặt họ, người này tư thái trang nghiêm, khí chất dịu dàng mềm mại, giống Dạ Nam Tình 6-7 phần. Diệp Quân biết đây là mẹ của Dạ Nam Tình. Diệp Quân hơi cúi đầu, bái kiến bá mẫu. Người phụ nữ xinh đẹp quan sát Diệp Quân, cười bảo, đừng khách sáo. Đây là lần thứ hai bà gặp Diệp Quân, phải nói rằng bà rất hài lòng về hắn, không chỉ gia thế lớn mạnh mà bản thân hắn cũng là nhân tài, hơn nữa còn khiêm tốn lễ phép, quan trọng nhất là thực lực còn rất mạnh. Người phụ nữ xinh đẹp nói, chúng ta nói chuyện được không? Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, khẽ gật đầu, được ạ. Người phụ nữ xinh đẹp đi trước. Diệp Quân theo sau. Dạ Nam Tình nhìn hai người, không nói gì. Người phụ nữ xinh đẹp dẫn Diệp Quân đi về một hướng, đi một lúc bà chợt bảo, để con bé sinh con đi. Dạ. Diệp Quân quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp, vẻ mặt ngỡ ngàng. Ở đằng xa, Dạ Nam Tình nhìn người phụ nữ xinh đẹp, không lên tiếng. Đương nhiên cô ta đã nghe thấy. Dù sao thực lực của cô ta cũng vượt xa hai người họ. Sinh con. Nghe người phụ nữ xinh đẹp nói thế, Diệp Quân hơi bất ngờ vì hắn quả thật không ngờ người phụ nữ xinh đẹp này lại mở miệng nói một câu như vậy một. Diệp Quân nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, lặng lẽ đợi cô ta nói tiếp. Người phụ nữ xinh đẹp nói tiếp, dường như Diệp công tử hơi bất ngờ nhỉ. Diệp Quân gật đầu, quả thật rất ngạc nhiên. Người phụ nữ xinh đẹp cười nói, bất ngờ điều gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, sau khi thành thân, muốn có con vốn là chuyện đương nhiên nhưng bá mẫu lại nhắc đến vào lúc này. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Quân, cười nói tiếp đi. Diệp Quân nói, bá mẫu biết gì đó à? Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp hiện lên vẻ phức tạp, khẽ nói, Diệp công tử, ta chưa từng tiếp xúc với ngươi nên không biết tính cách và con người của ngươi. Nhưng ngươi có thể qua lại với Nam Tình, nghĩ chắc tính cách và con người của ngươi cũng rất tốt, vì Nam Tình rất ít khi hòa thuận với người khác. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình ở phía sau, quả thật cô nương này bình thường hơi trầm tính ít nói, bề ngoài có vẻ rất dễ gần nhưng thật ra lại khá lạnh lùng, người ngoài muốn tiếp xúc quả thật hơi khó. Nhưng thật ra đây cũng khá bình thường, nơi này cũng không thể so với ngôi sao màu xanh, đa số người ở đây cho dù là nam hay nữ đều bế quan tu luyện. Thật ra họ cũng không quá quan tâm đến đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao có đôi khi họ đóng cửa tu luyện một lần bước ra có thể đã qua hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Tu luyện là rèn luyện nhân tính, càng lên cao, nhân tính càng ít. Vì khi người có thể sống đến mấy ngàn năm, thậm chí hàng trăm vạn năm, người cũng sẽ cảm thấy mọi thứ không còn thú vị. Người phụ nữ xinh đẹp nói tiếp, Diệp công tử. Vì từ nhỏ Nam Tình không thể tu luyện nên đã phải nếm trải nhiều lời ác ý như đao kiếm, nhưng nó chưa từng phàn nàn, luôn bình tĩnh chấp nhận. Tuy nhiên đây cũng là điều khiến ta lo lắng, vì khi đối mặt với những người trong tộc và người xung quanh, nó đều rất thờ ơ, đến mức khiến người khác cảm thấy như nó không xem họ là đồng loại. Diệp Quân nhíu mày, trầm tư không nói. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Quân, nhiều năm như vậy, Diệp công tử là người đầu tiên có thể thân thiết với nó. Nhìn thấy các ngươi có thể thân thiết như vậy, ta thật sự rất vui. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, bá mẫu, mặc dù lần này vì hôn nhân lợi ích nhưng bá mẫu yên tâm, ta sẽ không làm Nam Tình cô nương tổn thương. Người phụ nữ xinh đẹp nói, sinh một đứa con đi. Diệp Quân nhìn người phụ nữ xinh đẹp, không nói gì, trực giác nói cho hắn biết chắc chắn người phụ nữ xinh đẹp này đã phát hiện ra gì đó. Người phụ nữ xinh đẹp nói tiếp. Nam Tình có cơ thể nội mi, nếu song tu với người khác thì cảm thụ trong đó có thể nói là sung sướng mãn nguyện. Ngươi biết mà. Diệp Quân hóa đá. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy ẩn ý. Diệp Quân hơi ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Nhạc mẫu, người nói như thế ổn thật sao? Dạ Nam Tình ở đằng sau hai người nghe người phụ nữ xinh đẹp nói thế, mặt ửng đỏ nhưng lập tức đã trở lại như bình thường. Cô ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp, lắc đầu khẽ cười. Cô ta biết mẹ mình mong cô ta có một đứa con là muốn cô ta có được một điều chắc chắn. Muốn Diệp công tử trước mặt này cột chặt với người ở đằng sau hắn, rất đơn giản,
sinh một đứa con là được. Nếu không một khi vị Diệp công tử này đi, hai người lại không có tình cảm, lúc đó dù Diệp quân còn nể tình cũ nhưng tình nghĩa này chứa được bao nhiêu lượng vàng thì không biết được. Nếu hai người có với nhau một đứa con thì lại khác hoàn toàn. Ngươi có thể không giúp người phụ nữ của ngươi nhưng ngươi không thể không giúp con của ngươi chứ. Đây cũng là suy nghĩ lúc này của người phụ nữ xinh đẹp. Diệp quân nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, hắn biết người phụ nữ xinh đẹp này chắc đã đoán được điều gì mới nói như thế. Cơ thể nội mi. Diệp quân ngẫm nghĩ, có cảm giác hơi lạ. Diệp quân lắc đầu, vội đánh bay cảm giác kỳ lạ đó đi, đồng thời thầm mắng, huyết mạch phong ma chết tiệt. Huyết mạch phong ma. Người phụ nữ xinh đẹp dừng bước, sau đó nói, Diệp công tử, bản thân người nghĩ thế nào? Diệp quân nhìn Dạ Nam Tình ở phía đằng xa, Dạ Nam Tình đứng đó, cả người hệt như một đóa hoa sen trồi lên từ trong bùn, vừa tao nhã vừa dịu dàng. Rất đẹp. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp quân, vẻ mặt Dạ Nam Tình rất tự nhiên chỉ mỉm cười. Diệp quân khẽ cười, nhìn đi chỗ khác, sau đó nói, bá mẫu, Nam Tình nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra cô ấy là một người rất quyết đoán, bá mẫu đừng thấy cô ấy hòa thuận với ta mà lầm, thực tế trong mắt cô ấy, ta không khác gì những người khác. Người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, hơi ngờ vực sao lại nói thế. Diệp quân nghiêm túc nói, chuyện chẳng phải một sớm một chiều, tính cách của Nam Tình cô nương trở nên như bây giờ cũng không phải là chuyện nhất thời, cũng sẽ không vì đột nhiên gặp một người có thể nói chuyện với mình mà thay đổi suy nghĩ của mình. Hơn nữa trong hai ngày tiếp xúc với Nam Tình cô nương, ta thấy mặc dù bề ngoài cô ấy có vẻ yếu đuối nhưng thực chất là một người có suy nghĩ của mình, sở dĩ lần này cô ấy sẵn sàng kết hôn có lẽ là vì bá mẫu nhỉ. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp quân trước mặt, cảm thấy kinh ngạc. Bà ta đã xem thường vị Diệp công tử này rồi. Bà ta nghĩ những người thế hệ trẻ thường là người rất kiêu ngạo, không được thông minh lắm nhưng sau khi trò chuyện, bà ta mới nhận ra Diệp công tử trước mặt này lại khác hoàn toàn với những gì bà ta nghĩ, thảo nào cô con gái tính cách lạnh lùng của bà ta có thể nói chuyện được với hắn. Diệp quân lại nói, bá mẫu, chuyện giữa ta và Nam Tình cô nương cứ để tự nhiên đi. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp quân, thầm thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Như bà ta đoán, hai người này chắc chắn đã có thỏa thuận gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đều là người có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng vẫn phải sinh một đứa con. Nghĩ đến đây, người phụ nữ xinh đẹp lại nhấn mạnh một lần nữa, Nam Tình không chỉ có cơ thể nội mi mà còn. Mẹ! Đúng lúc này, Dạ Nam Tình bỗng ngắt lời người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn người phụ nữ xinh đẹp, cô ta còn không ngăn lại nữa thì không biết mẹ mình sẽ nói những lời xấu hổ gì nữa. Thấy Dạ Nam Tình ngắt lời mình, người phụ nữ xinh đẹp thầm thở dài, hai đứa nói chuyện đi. Nói rồi bà ta xoay người rời đi. Diệp quân cảm thấy ngờ vực, ngoài cơ thể nội mi ra thì còn cái gì? Lúc này Dạ Nam Tình bước đến bên cạnh Diệp quân, cô ta nhìn Diệp quân, đang nghĩ gì thế? Diệp quân chớp mắt, không nói gì. Dạ Nam Tình lắc đầu cười, cô ta biết người đàn ông này chắc chắn đang suy nghĩ vẩn vơ. Diệp quân nghiêm túc nói, Nam Tình cô nương, mẹ cô rất lo cho cô. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, ta biết. Diệp quân cười nói, nhưng hình như cô chẳng lo lắng cho mình chút nào. Dạ Nam Tình mỉm cười nói, ta không có kẻ thù gì cả, tự mình lo lắng cho mình làm gì. Ánh mắt Diệp quân lóe lên vẻ phức tạp, Nam Tình cô nương, tiếp xúc với cô, ta nhận ra một việc. Dạ Nam Tình nhìn Diệp quân, cái gì? Diệp quân nghiêm túc nói, cô khá bí ẩn. Dạ Nam Tình bật cười, vậy à? Diệp quân gật đầu, lần đầu gặp cô, ta cảm nhận được cô là một người phụ nữ yếu đuối nên ta cảm thấy thương xót cô, không mong cô trở thành con tốt thí trong cuộc hôn nhân sắp đặt, hy vọng có thể cho cô một cách giải quyết. Đến giờ ta nhận ra vài suy nghĩ của ta là sai lầm. Dạ Nam Tình nhìn Diệp quân không nói gì. Diệp quân nói tiếp, cô rất bình tĩnh, cô trước giờ vẫn luôn rất bình tĩnh, kể cả lần trước đám người Tuế Nguyệt nghịch lưu giả tấn công, cô luôn thể hiện mình rất bình tĩnh, cô có được sự bình tĩnh này, một là người có tâm cơ lớn, hai là... Nói đến đây hắn nhìn Dạ Nam Tình, mỉm cười không nói nữa. Dạ Nam Tình cười nói, hai là cái gì? Diệp quân bỗng nắm tay Dạ Nam Tình, Dạ Nam Tình cũng không chống cự,
để mặc Diệp Quân nắm. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Vì hắn nhận ra cô gái trước mặt này chỉ mới là cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Lẽ nào mình đã đoán sai? Diệp Quân nhíu mày. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nở nụ cười nhạt. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, cô ta là cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên thật sao? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Quân sầm mặt, ngươi còn biết ngươi là một cái tháp à? Lúc này Dạ Nam Tình bỗng nói, Diệp công tử, ngươi đang làm gì thế? Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn bầu trời, sau đó nói, Nam Tình cô nương, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn. Dạ Nam Tình gật đầu, ừ. Phản ứng rất bình tĩnh. Diệp Quân cảm thấy hơi nghi ngờ, lẽ nào cô gái này thật sự chỉ là cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên chứ không phải đang giả vờ mình yếu đuối. Dạ Nam Tình nhìn vẻ mặt đầy ngờ vực của Diệp Quân, khóe môi bất giác cong lên, người đàn ông này bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, mặc dù cảm thấy ngờ vực nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này một cung nữ bỗng nhanh chân bước đến trước mặt hai người, cung kính nói, công chúa điện hạ, Diệp công tử, mời hai vị đến điện hóa trang để thay đồ. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Hai người đi theo cung nữ. Lúc này Dạ Nam Tình bỗng nói, Diệp công tử. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, sao thế? Dạ Nam Tình nhìn hắn, nghiêm túc nói, có thể buông tay ta ra chưa? Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó vội buông tay Dạ Nam Tình ra, rất tự nhiên mỉm cười nói, tay Nam Tình cô nương trắng trẻo mượt mà, mềm mại như không xương, nắm lấy tay cô có cảm giác như chưa nắm, quả thật hiếm thấy. Tiểu Tháp hơi ngạc nhiên. Cái tên này đến ngôi sao màu xanh một chuyến về, sao lại biết cách trêu chọc con gái rồi? Trước đây tên này rất thành thật. Lẽ nào đúng thật là vì huyết mạch phong ma? Huyết mạch phong ma? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, lắc đầu, người đó, chẳng thành thật chút nào. Mặc dù nói như thế nhưng cô ta cũng không tức giận, vì ánh mắt người đàn ông trước mặt trong veo, không hề có ý khinh thường nhạo báng. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, mỉm cười, Nam Tình cô nương không phải là một cô gái tầm thường, chắc hẳn rất thờ ơ với chuyện tình yêu nam nữ này, nhưng ta có một đề nghị nhỏ. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, đợi hắn nói tiếp. Diệp Quân cười nói, tu đạo, tu thần tính, tiêu diệt nhân tính, tu dần đến về sau đều một mình cô đơn lẻ bóng. Năm nay Nam Tình cô nương vẫn chưa lớn tuổi, ở độ tuổi tươi mới như hoa này quả thật không cần toàn tâm toàn ý theo đuổi đại đạo. Ra ngoài khám phá khói lửa ở thế gian này nhiều hơn, cảm nhận thật nhiều thứ cũng rất tốt. Đây là cảm nhận thật của hắn sau khi đến ngôi sao màu xanh. Con người sống vì trưởng thành và đại đạo thì cũng chẳng có gì thú vị cả, đời người không nên như thế. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nếu không tu được thần tính, đến lúc chết đi biến thành cho tàn đất cát thì chẳng phải càng không có ý nghĩa gì sao? Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng có lý. Hắn nhìn Dạ Nam Tình. Cảm thấy hơi kinh ngạc và ngờ vực, người phụ nữ này thế mà lại biết đến thần tính và nhân tính. Lẽ nào cô ta thật sự là một nhân vật tầm cỡ tuyệt thế? Không hẳn thế chứ. Cô ta cũng chỉ mới 20 tuổi. Trên thế giới này còn có người yêu nghiệt hơn mình à? Diệp Quân khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Không lâu sau, hai người bước vào một cung điện, một cung nữ nhanh chân bước đến trước mặt Dạ Nam Tình, cung kính chào công chúa. Mời đi theo nô tỳ. Dạ Nam Tình gật đầu, đi theo cung nữ sang nội điện một bên. Một cung nữ khác cũng đến trước mặt Diệp Quân cúi người chào, Diệp công tử, mời đi theo nô tỳ thay đồ. Diệp Quân gật đầu. Ở bầu trời nào đó, một người đàn ông cúi xuống nhìn cung điện bên dưới mỉm cười. Người này chính là chủ nhân bút đại đạo. Bên cạnh chủ nhân bút đại đạo còn một người đàn ông. Người này là vô biên chủ ở ngôi sao màu xanh đó. Chủ nhân bút đại đạo nói, thế nào? Vô biên chủ trầm giọng nói, tình hình cực kỳ không ổn. Chủ nhân bút đại đạo hít mắt, có ý gì? Vô biên chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo, người phụ nữ áo trắng đó bảo ta truyền lời lại cho ông, nếu ông ra tay thì bà ta sẽ giết ông. Mẹ kiếp! Chủ nhân bút đại đạo nổi giận, còn dám đe dọa ra, ông đây thả chết chứ không phục. Vô biên chủ nói, bà ta nghiêm túc đấy. Chủ nhân bút đại đạo chuyển chủ đề, ta quả thật không dễ dàng nhúng tay vào tranh đấu của đám trẻ. Vô biên chủ khinh thường nhìn chủ nhân bút đại đạo. Bái đường.
sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo vô cùng khó coi. Uy hiếp? Dám uy hiếp ông ta? Còn thiên lý không? Còn vương pháp không? Chết tiệt! Đúng là ức hiếp người quá đáng. Vô biên chủ nhìn xuống, trầm giọng nói, ông thấy thằng nhóc này và cô gái kia có thể thành đôi không? Chủ nhân bút đại đạo nhẹ giọng nói, không biết. Vô biên chủ nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, cô gái này không đơn giản, ta cũng không thể nhúng tay quá nhiều, chỉ có thể tạo cơ hội cho bọn họ làm quen, nếu có thể thành đôi thì tốt, nếu không thể thì. Nói đến đây, mắt ông ta hiện lên vẻ khó hiểu, nếu không thành cũng không phải là chuyện xấu với thằng nhóc này, dù sao cũng phải gieo hạt trước, kết quả cuối cùng thế nào thì phải tùy vào bọn họ. Vô biên chủ lo lắng nói, ông không sợ kết quả xấu sao? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không đâu. Vô biên chủ hỏi, tại sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, nếu kết quả xấu thì phải có ý đồ ác, thằng nhóc này hơi háo sắc, nhưng không có ý đồ ác, không có ý đồ ác thì sao có kết quả xấu? Vô biên chủ trầm mặc một lát rồi nói, cô gái váy trắng kia tại sao không trực tiếp ra tay với hắn? Chủ nhân bút đại đạo đáp, bởi vì cô ta biết dù ra tay thì cũng không thể giết được thằng nhóc này, trừ khi cùng đấu đến chết. Hơn nữa, cô ta cũng không cần thiết phải ra tay, bởi vì trăm năm sau, vũ trụ kiếp bộc phát, đối với cô ta mà nói, chỉ là đợi thêm một thời gian mà thôi. Ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, người không đợi được nữa là đám tuế nguyệt nghịch lưu giả sắp tận số kia, bọn họ không đợi được trăm năm. Lần này cô ta uy hiếp ta, đồng thời tỏ thái độ ủng hộ đám tuế nguyệt nghịch lưu giả, mục đích rất đơn giản, chỉ cần thằng nhóc này dám gọi người thì sẽ tự phá đạo tâm. Lúc đó chân thần sẽ không đợi nổi một người vô địch nữa. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, cô ta mới là người thắng trận này. Vô biên chủ trầm giọng nói, tình hình bây giờ rất gay gâu, theo thông tin ta có được, bọn họ chưa ra tay là vì hai nguyên nhân, thứ nhất là vì ông ở đây nên bọn họ không dám ra tay, nhưng bây giờ, ông không thể làm gì. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, thứ hai là bọn họ đang đợi người. Vô biên chủ gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo tò mò hỏi, đợi ai? Vô biên chủ trầm giọng nói, tộc đệ nhất. Đệ nhất, con người chủ nhân bút đại đạo co rút lại, chết tiệt. Ông mau đến chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên gọi bọn họ tới cứu viện đi. Vô biên chủ nhíu mày, mạnh lắm sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn vô biên chủ, nhìn thấy chân ta đang run không? Vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, mau đi gọi người tới cứu viện, nhất định phải gọi người mạnh nhất đến. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhân bút đại đạo, vô biên chủ biết chuyện này rất nghiêm trọng, vì vậy không lãng phí thời gian nữa, xoay người biến mất tại chỗ. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, lần này bọn họ làm thật rồi. Phía dưới, trong hoàng cung, Diệp Quân đã thay một bộ áo cưới đỏ. Trên áo cưới còn vẽ một con rồng vàng chín móng đang bay lượn, sống động như thật, phong thái bá đạo lẫm liệt, khiến cho Diệp Quân càng thêm phần uy nghiêm. Diệp Quân vốn đã cao, mặc thêm bộ áo cưới tinh xảo này càng thêm khí chất, oai phong như ngọc, nổi bật giữa đám đông. Bộ dạng này khiến vài cung nữ đang mặc quần áo cho hắn cũng phải đỏ mặt liếc nhìn. Lúc này, một nữ quan đi vào, cô ta bước nhanh tới trước mặt Diệp Quân, Diệp công tử. Mời công tử tới điện vĩnh dạ bái đường. Diệp Quân gật đầu, được. Vì nguyên nhân đặc biệt cho nên hai bên đã lược bỏ rất nhiều thủ tục, nếu là bình thường, quy trình thành thân ít nhất cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Còn bây giờ trực tiếp bái đường thành thân luôn. Diệp Quân không nghĩ nhiều, đi theo nữ quan đến điện vĩnh dạ, vừa đến nơi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Lúc này, trong điện vĩnh dạ đã tập hợp tất cả các đại thần cốt lõi của đế quốc vĩnh dạ. Còn có các giới chủ các giới, có thể nói, những người có quyền có thế ở đế quốc vĩnh dạ đều đã tới. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân. Có người tò tò, có người nghi ngờ, cũng có ý tốt ý xấu. Gia tộc vĩnh dạ liên hôn đột ngột khiến rất nhiều thế lực tò mò vì chuyện này xảy ra quá nhanh. Trong tình huống bình thường, trước tiên là đính hôn, nhưng bây giờ lại trực tiếp bái đường thành thân luôn. Có người đã ngửi thấy mùi âm mưu gì đó. Trong điện, còn có một cô gái Diệp Quân từng gặp, chính là Dạ Nam Phong, lúc này Dạ Nam Phong cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân không để ý đến mọi người,
chỉ nhìn Dạ Nam Tình đứng trong đại điện. Dạ Nam Tình đội mũ phượng và khăn quàng vai, trên đầu phủ một chiếc khăn trùm màu đỏ, không nhìn thấy dung mạo thực sự. Diệp Quân chậm rãi đi tới bên cạnh Dạ Nam Tình, lúc này, một nữ quan nói, nhất bái. Nhất bái. Diệp Quân và Dạ Nam Tình đang chuẩn bị bái lễ thì một ông lão xông ra, nói, đợi đã. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía ông lão. Trên chiếc ghế rồng, Dạ Quân nhíu mày. Ông lão này chính là Dạ Cổ, gia chủ nhà họ Vĩnh Hằng ở thành Vĩnh Dạ, lần này đứng ra là vì không muốn gia tộc Vĩnh Dạ liên hôn với Vũ Trụ Quan Huyên. Đây là lần hợp tác lớn, một khi hai bên liên hôn thành công, thì sau này địa vị của gia tộc Vĩnh Hằng ở thành Vĩnh Dạ sẽ càng thấp hơn. Nếu là bình thường, ông ta sẽ không dám đứng ra gây loạn, nhưng bây giờ ông ta có sự ủng hộ của rất nhiều thế gia và đại thế chủ. Rõ ràng là không muốn gia chủ Vĩnh Dạ một mình thống trị. Dạ Cổ hành lễ với Dạ Quân, bệ hạ, lão thần thấy thành hôn như vậy không hợp quy tắc. Dạ Quân bình tĩnh nói, không hợp quy tắc ư. Dạ Cổ gật đầu, đúng vậy, Nam Tình là công chúa của đế quốc Vĩnh Dạ, hôn sự của cô ấy đâu phải trò đùa. Bình thường hai bên nên đính hôn trước, sau đó công bố với mọi người, rồi chọn một ngày tốt khác để kết hôn, nhưng bây giờ, mọi người đều đang lan truyền tin đồn đế quốc Vĩnh Dạ ta sợ công chúa không thể gả đi cho nên mới thành thân bừa để cho xong chuyện. Vừa dứt lời, vô số người cũng phụ họa theo. Dạ Quân nhìn Dạ Cổ, không nói gì. Ông ta biết chuyện này không hợp quy tắc, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác, nếu không giải quyết sớm chuyện này thì sẽ có biến cố. Dạ Cổ nói tiếp, bệ hạ, hôn sự của công chúa không chỉ là chuyện riêng của bệ hạ, mà còn liên quan đến thể diện của đế quốc Vĩnh Dạ. Chúng ta cũng không nhìn ra được thành ý của Vũ Trụ Quan Huyên, chúng ta không biết gì về vị Diệp công tử này. Nếu bất cẩn, người ta sẽ nghĩ không ai cần công chúa của đế quốc Vĩnh Dạ. Dạ Quân nhíu mày, ông ta không thể phản bác, ông ta nhìn những người đứng sau Dạ Cổ, rất nhiều thế gia và giới chủ đều đứng về phía Dạ Cổ. Lúc này, không khí vui mừng trong đại điện đã trở nên nghiêm trọng. Dạ Quân nhìn Diệp Quân mỉm cười, tỏ ý an tâm. Nhìn biểu hiện của Diệp Quân, Dạ Quân cũng yên tâm hơn. Một người đàn ông trung niên bước vào trong điện, người đó chính là chủ nhân Bút Đại Đạo. Nhìn thấy chủ nhân Bút Đại Đạo, rất nhiều người cau mày vì bọn họ không biết chủ nhân Bút Đại Đạo. Chủ nhân Bút Đại Đạo đi tới trước mặt Dạ Cổ, ngươi chính là Dạ Cổ à? Dạ Cổ khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Chủ nhân Bút Đại Đạo đưa tay lên ấn xuống. Bịch! Dạ Cổ bị ép quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của người trong điện thay đổi, mấy luồng khí tức phóng về phía chủ nhân Bút Đại Đạo. Chủ nhân Bút Đại Đạo phất tay áo, mấy luồng khí tức kia lập tức biến mất. Thấy vậy, mọi người đều bất ngờ. Dạ Quân ngồi trên ghế rồng nói, mọi người đừng lỗ mãng, vị này là chủ nhân Bút Đại Đạo. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Nghe vậy, người trong điện đều sững sờ. Đương nhiên bọn họ biết chủ nhân Bút Đại Đạo, nhờ người này mà tổ tiên đế quốc Vĩnh Dạ mới có thể thành lập đất nước. Người này vẫn còn sống sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn người trong điện rồi nói, còn ai có vấn đề gì không? Bước ra cùng nói chuyện. Mọi người nhìn Dạ Cổ đang bị trấn áp trên mặt đất, im lặng không nói gì. Dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, Dạ Nam Tình liếc nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo cách đó không xa, không nói gì. Cảm nhận ánh mắt của cô gái, mí mắt chủ nhân Bút Đại Đạo giật giật, vội vàng đi qua một bên, tiếp tục bái đường đi. Nữ quan nói, nhất bái. Chẳng mấy chốc, ba bái đã kết thúc. Sau khi bái đường xong, nữ quan nói, đưa vào động phòng. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Quân dẫn Dạ Nam Tình vào bên trong. Sau khi Dạ Nam Tình và Diệp Quân vào bên trong, chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn mọi người, trầm giọng nói, có ai bất mãn không? Bước ra đây, mọi người. Dạ Quân ngồi trên ghế rồng, lắc đầu cười. Thực ra, lý do chính khiến ông ta đồng ý chuyện của Diệp Quân và Dạ Nam Tình là vì chủ nhân Bút Đại Đạo. Ông ta thật sự không thể đánh bại vị đại lão này. Hơn nữa, đánh chủ nhân Bút Đại Đạo cũng không thể gọi tổ tiên, vì tổ tiên quen biết ông ta. Gọi đến cũng không biết ai sẽ bị đánh. Chủ nhân Bút Đại Đạo lạnh lùng nhìn mọi người, không nói gì nữa. Ông ta đương nhiên sẽ không giải thích đạo lý cùng đám người này, việc tranh quyền đoạt thế của đất nước chỉ nhìn thấy trước mắt chứ không nhìn thấy tương lai.
nếu lý luận với họ, họ có thể dìm chết ngươi. Một câu thôi, không phục thì đánh cho phục. Trong phòng, Dã Nam Tình ngồi trên giường, đợi Diệp Quân vén khăn trùm đầu lên. Diệp Quân đi đến trước mặt Dã Nam Tình, từ từ vén khăn trùm đầu đỏ lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Dã Nam Tình nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, thật xinh đẹp. Dã Nam Tình hỏi, thật sao? Diệp Quân gật đầu. Dã Nam Tình hỏi, tiếp theo phải làm gì? Diệp Quân chớp mắt, vào động phòng. Dã Nam Tình nhìn Diệp Quân, được. Diệp Quân sững sờ. Dã Nam Tình khiêu khích, nào, lại đây. Diệp Quân không nói nên lời. Con gái bây giờ táo bạo hơn đàn ông vậy sao? Diệp Quân lắc đầu cười, hắn nắm lấy tay Dã Nam Tình, đáy mắt Dã Nam Tình hiện lên vẻ lạnh lùng. Nhưng lúc này, Diệp Quân nói, Nam Tình cô nương, máu của ta rất đặc biệt, có lẽ sẽ giúp ích cho cô, còn việc có thể giúp cô đột phá xiềng xích huyết mạch hay không thì phải phụ thuộc vào cô. Nói xong, cổ tay hắn và Dã Nam Tình rạch ra, sau đó máu từ cổ tay hắn từ từ chảy vào cơ thể Dã Nam Tình. Dã Nam Tình hơi sững sờ. Truyền máu. Dã Nam Tình nhìn Diệp Quân, đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc. Cô ta không ngờ người đàn ông trước mặt này lại truyền máu cho mình. Lúc này, cô ta nghĩ đến lời mà người đàn ông này đã hứa trước đây. Hắn nghiêm túc thật. Một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Dã Nam Tình. Lúc này, Diệp Quân lại nói, Nam Tình cô nương, sức mạnh huyết mạch của ta cực kỳ bá đạo. Cô thử xem có thể đạt được lợi ích gì từ sức mạnh huyết mạch này hay không đã. Dã Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân. Đôi mắt của Diệp Quân rất thuần khiết và chân thành. Sau khi im lặng một lúc, Dã Nam Tình nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra, sau đó dùng trái tay nhẹ nhàng lau cổ tay của Diệp Quân, vết thương ngay lập tức lành lại. Diệp Quân khó hiểu. Dã Nam Tình bình tĩnh nói, ta hoàn toàn không quan tâm đến sự phát triển của huyết mạch này. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Dã Nam Tình nhìn Diệp Quân, nhưng không lên tiếng. Diệp Quân suy nghĩ một lát. Sau đó nghiêm túc nói, Nam Tình cô nương, sau khoảng thời gian tiếp xúc với cô, ta thấy cô nhất định không phải người bình thường. Có thể cô có dự định riêng của mình, nhưng ta muốn rằng ba loại huyết mạch này của ta rất đặc thù, có lẽ sẽ tốt cho cô. Dã Nam Tình gật đầu, huyết mạch của ngươi thực sự có thể nâng cao huyết mạch vĩnh dạ. Diệp Quân vội vàng nói, vậy cô nên hấp thu mới phải. Dã Nam Tình lắc đầu, đây không phải hấp thu, đây là đổi máu. Diệp Quân đầy nghi hoặc, đổi máu ư? Dã Nam Tình khẽ gật đầu, người cứ truyền máu vào trong cơ thể ta như vậy, không phải là đổi máu thì là gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy phải làm thế nào? Dã Nam Tình nói, có hai cách, cách thứ nhất, ngươi kích hoạt sức mạnh huyết mạch, sau đó để cho ta cưỡng ép nuốt chửng sức mạnh huyết mạch của ngươi. Diệp Quân hơi khó xử, làm như vậy sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho hắn. Hắn vội vàng hỏi, cách thứ hai thì sao? Dã Nam Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, song tu. Song tu. Nghe câu này, Diệp Quân lập tức sững sờ. Dã Nam Tình thu hồi ánh mắt, ngươi không cần cho ta sức mạnh huyết mạch, ta cũng không cần. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Dã Nam Tình bình tĩnh nói, trong cơ thể ta hoàn toàn không có huyết mạch vương đạo. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, ý cô là sao? Cô không phải là người của gia tộc Vĩnh Dạ ư? Dã Nam Tình liếc mắt nhìn Diệp Quân, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nói xong, cô ta nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại. Diệp Quân liếc nhìn Dã Nam Tình đang nằm trước mặt, im lặng không nói gì, cô gái này ngày càng trở nên bí ẩn. Diệp Quân không nghĩ nhiều, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, lúc này, Dã Nam Tình đột nhiên nói, nếu ngươi đi ra ngoài, ngày mai sẽ có rất nhiều lời đồn. Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó ngồi ở một bên, hắn nhìn Dã Nam Tình, không lên tiếng. Dã Nam Tình nhìn hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, Nam Tình cô nương, ta có cảm giác cô đang xem thường ta. Dã Nam Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không đáp lời. Diệp Quân nhìn thẳng Dã Nam Tình, ta nói đúng không? Dã Nam Tình không nói gì. Diệp Quân mỉm cười. Sau đó nói, cho dù chúng ta không phải là vợ chồng thật, nhưng cũng không phải là kẻ địch, đúng không? Dã Nam Tình chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi thực sự không biết sao? Diệp Quân khó hiểu, biết gì cơ?
Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân một hồi, nói, xem ra ngươi thật sự không biết. Diệp Quân đã hoàn toàn bối rối. Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, không biết thì cứ không biết đi. Diệp Quân bước đến ngồi bên cạnh Dạ Nam Tình, sau đó nói, Nam Tình cô nương, cô có thể nói thẳng không? Dạ Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân, nhưng không nói. Diệp Quân hơi cạn lời, Dạ Nam Tình bỗng nhiên nói, có thể cho ta mượn tiểu tháp của ngươi để nghiên cứu không? Diệp Quân gật đầu, được. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân lắc đầu cười nói, có gì mà chắc với không chắc chứ? Vừa nói, hắn vừa xòe lòng bàn tay, tiểu tháp chậm rãi bay tới trước mặt Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình nói, ngươi có biết tòa tháp này quý giá như thế nào không? Diệp Quân gật đầu, ta biết. Đây là tòa bảo tháp được cải tạo bởi Thiên Mệnh Cô. Dạ Nam Tình nói, vậy mà ngươi còn cho ta mượn à? Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó nói, Nam Tình cô nương, ta không thích cô nhiều lời như vậy đâu. Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, xem ra ngươi không hề biết vật này quý giá như thế nào. Diệp Quân khẽ nhíu mày, cô nói xem. Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, ta không muốn nói. Diệp Quân sững sờ, hắn rất muốn nói, mẹ kiếp. Diệp Quân bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Dạ Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân đang khó chịu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, dường như nghĩ tới điều gì, cô ta nhìn tòa tiểu tháp trong tay, khẽ nhíu mày. Thời gian. Khiến thời gian trôi chậm lại, hơn nữa còn chậm nhiều như vậy. Đây không chỉ là tiếp xúc với đạo, mà là vượt qua đại đạo. Không những thế, còn mở ra một đạo khác ngoài đại đạo, mà đạo này còn mạnh hơn đại đạo. Nói một cách đơn giản, đây không chỉ mở ra một đạo, mà còn áp chế đại đạo bằng đạo của nó. Thủ đoạn như vậy, cho dù là chủ nhân bút đại đạo cũng chỉ là nắm giữ đạo mà thôi, chưa thực sự vượt qua đại đạo chân chính. Ánh mắt Dạ Nam Tình lóe sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Dạ Nam Tình quay đầu nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, lúc này Diệp Quân không luyện tập nữa mà đã ngủ thiếp đi. Vậy mà cũng ngủ được à? Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại. Cứ thế, một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Diệp Quân ngồi trên ghế mở mắt ra, hắn vươn vai, sau đó nhìn Dạ Nam Tình đang nằm trên giường phía xa xa, cô ta còn chưa tỉnh. Diệp Quân đứng dậy, rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng, một vài cung nữ đã đợi sẵn. Thấy Diệp Quân đi ra, mấy cung nữ vội vàng cúi đầu. Diệp Quân nhìn lên bầu trời, cơ thể hắn rung lên, mở mắt ra đã ở trên một đám mây. Trước mặt hắn không xa là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân đạo, tiền bối, có phải chúng ta nên đi rồi không? Chủ nhân bút đại đạo nói, còn phải chờ đã. Diệp Quân khẽ nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, Dạ Quân vẫn chưa giải quyết xong toàn bộ thế lực nội bộ đế quốc Vĩnh Dạ, muốn kích hoạt trận pháp Vĩnh Dạ thì tất cả các giới phải phối hợp. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, rốt cuộc Vĩnh Dạ giới là sự tồn tại như thế nào? Chủ nhân bút đại đạo nói, năm đó đã tạo ra một trận pháp đặc biệt, chức năng chính của nó là áp chế tu vi của đám người tuế nguyệt nghịch lưu giả, làm suy yếu sức mạnh của chúng. Lúc đó ta đã giúp bọn họ xây dựng trận pháp này. Nếu chúng ta có thời gian cũng có thể xây dựng một trận pháp khác, nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian. Diệp Quân khẽ gật đầu, lại nói, bây giờ đám tuế nguyệt nghịch lưu giả có động tĩnh gì không? Chủ nhân bút đại đạo không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Quân vừa hay nhìn thấu được những lo lắng này, trong lòng trầm xuống, hỏi chẳng lẽ cô gái áo bào trắng kia muốn đích thân ra tay? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, nếu cô ta đích thân ra tay cũng tốt, bởi vì như vậy cậu sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào về việc gọi người nữa. Diệp Quân im lặng. Nếu cô gái này ra tay, thì hắn thật sự chỉ đành gọi người đến giúp. Đối với những người khác, hắn còn muốn dốc sức chiến đấu, nhưng đối mặt với người này, hắn sẽ thẳng thừng lựa chọn nằm im. Bởi vì không thể đánh bại. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên hỏi, cậu và Nam Tình cô nương đó thế nào rồi? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo thế nào gì chứ? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, thành thân chưa? Diệp Quân gật đầu, rồi. Chủ nhân bút đại đạo cau mày. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo hơi nghi hoặc,
tên này sao lại kỳ quái như vậy chứ? Chủ nhân bút đại đạo mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, có xác định được chắc chắn có bao nhiêu tuế nguyệt nghịch lưu giả tới không? Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát, sau đó nói, tạm thời cũng không biết. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Chủ nhân bút đại đạo nói, đợi sau khi giả quân giải quyết xong chuyện nội bộ của đế quốc Vĩnh Dạ, ta sẽ bảo bọn họ kích hoạt trận pháp Vĩnh Dạ, sau đó dẫn theo quân đoàn Vĩnh Dạ rời đi. Dù sao, chiến trường cũng không thể ở đây, nếu không, sẽ gây ra tổn thất quá lớn cho đế quốc Vĩnh Dạ. Diệp Quân gật đầu, ừ. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát, nói, còn phải xem tộc đệ nhất khi nào tới. Diệp Quân nhíu mày, tộc đệ nhất ư. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, ta đã phái người thông báo cho đám người từ nhu ở chân vũ trụ, bảo bọn họ lập tức cử cường giả đến đây. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, nói cho ta biết về tộc đệ nhất đi. Chủ nhân bút đại đạo nói, tộc đệ nhất này đến từ hơn 50 tỷ năm về trước. Lúc đó chủng tộc này là chủng tộc mạnh nhất trong thời đại đó, vô địch đến mức cô độc. Sau đó, tộc trưởng của họ muốn vượt qua đại đạo, có được cuộc sống bất tử nên đã làm ra một việc mất hết nhân tín. Ông ta dẫn theo một số cường giả hàng đầu trong tộc, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng huyết mạch và tu vi của người trong tộc, mục đích để phá bỏ xiềng xích cuối cùng của bản thân. Diệp Quân hỏi, thành công rồi à? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, thất bại. Diệp Quân sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, mặc dù thất bại, nhưng 7 người họ đã có được sức mạnh của cả tộc, thực lực và tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Mà bây giờ xem ra, tuổi thọ của họ có lẽ cũng sắp cạn kiệt rồi. Diệp Quân đột nhiên hỏi, tiền bối, ông bất tử sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu đoán xem. Diệp Quân trầm giọng nói, cho dù không phải trường sinh bất tử, thì có lẽ tuổi thọ của ông cũng không ít đúng không? Chủ nhân bút đại đạo cười ha ha, không trả lời vấn đề này, mà nói, nếu như khai chiến toàn diện, thực lực hiện giờ của chúng ta vẫn thua xa bọn họ. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, nếu có thêm thời gian thì tốt, hoặc là... Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Dạ Nam Tình vừa bước ra khỏi căn phòng, trong lòng lại thở dài. Nếu cô gái này chịu giúp đỡ thì có thể kéo dài thêm chút thời gian, nhưng xem ra hai người họ vẫn chưa hòa hợp. Ở dưới cửa, Dạ Nam Tình ngẩng đầu liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, ta phải rời khỏi đây một thời gian, khoảng 3 đến 5 ngày, trong thời gian này, cậu phải cẩn thận một chút. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, tiền bối, ông muốn đi đâu? Chủ nhân bút đại đạo hơi híp mắt, triệu tập thuộc hạ cũ, làm việc cùng bọn họ. Diệp Quân lập tức vui mừng khôn xiết. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, hãy nhớ những gì cậu đã hứa với ta, thiết lập một trật tự mới, nếu cậu dám lừa ta, ta có trở thành quỷ cũng không bao giờ bỏ qua cho cậu. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, người nhà họ Dương ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Nói đến đây, nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh và ánh mắt không mấy thiện cảm của chủ nhân bút đại đạo, hắn lập tức dừng lại. Danh tiếng gia tộc chết tiệt. Toàn mang tiếng xấu. Diệp Quân hơi cạn lời. Danh tiếng và uy tín của nhà họ Dương đã bị cha và ông nội hủy hoại. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, ta vẫn tin tưởng cậu. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông ta nói, cậu khác với cha và ông nội của cậu không cực đoan, cũng không lòe loẹt. Cậu tốt bụng nhân từ. Ta tin rằng nếu cậu thực sự nắm quyền thì chắc chắn sẽ thiết lập nên một trật tự hoàn toàn mới. Diệp Quân khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối đã tín nhiệm. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, nghiêm túc nói, ba ngày ta không có ở đây, cậu phải tuyệt đối cẩn thận. Diệp Quân nói, ta hiểu. Chủ nhân bút đại đạo khẽ gật đầu, không nói gì, quay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Quân nhìn về phía cuối tinh không. Nhẹ nhàng nói, thiết lập một trật tự mới. Vừa nói, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp. Hắn quả thật không có ý lừa gạt chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn có vài điểm không đồng tình với trật tự mới của chủ nhân bút đại đạo, hơn nữa hắn cũng có một vài ý nghĩ của mình. Tất nhiên, ý tưởng này cũng chỉ có thể là một ý tưởng trước khi hắn có sức mạnh tuyệt đối. Sau khi có đủ thực lực,
hắn sẽ thảo luận với chủ nhân bút đại đạo, xem tính khả thi của ý tưởng này. Đương nhiên, hắn cũng không hề có ý xem thường chủ nhân bút đại đạo, ngược lại càng ngày hắn càng nể phục và xem trọng ông ta. Phải biết rằng, nếu không phải lần này nể mặt ông ta thì đế quốc vĩnh giả cũng sẽ không coi hắn ra gì. Không thể không nói, trong vũ trụ bao la rộng lớn này, năm chữ chủ nhân bút đại đạo vẫn rất dễ dùng. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, người đến chính là Dạ Nam Tình. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, cô ta đã thay một chiếc váy màu xanh nhạt, làn da như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Dạ Nam Tình đi đến trước mặt Diệp Quân, cô ta mở lòng bàn tay, tiểu tháp lơ lửng trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, Nam Tình cô nương không nghiên cứu thêm sao? Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, nhưng không đáp. Diệp Quân mỉm cười, cất tiểu tháp vào trong. Dạ Nam Tình nói, giúp ta một việc. Diệp Quân gật đầu, cô nói đi. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, người thậm chí còn không hỏi việc gì à? Diệp Quân hỏi, việc gì? Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp một hồi lâu, sau đó lắc đầu cười nói, con người ngươi, có lúc thông minh vô địch, có lúc lại ngây ngốc, không biết là ngươi cố ý hay là... Nói đến đây, nhìn thấy nụ cười dần trở nên lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cô ta lập tức dừng lại. Diệp Quân suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Nam Tình cô nương, từ khi gặp cô, ta đã nói cho cô biết mục đích của mình, ta luôn thành thật với cô, chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì. Vậy mà Nam Tình cô nương lại nói những lời như vậy, rõ ràng là cô cho rằng ta đang giả vờ gì đó. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, Nam Tình cô nương, thứ cho ta nói thẳng, mặc dù bây giờ ta đang gặp nguy hiểm, nhưng ta cũng sẽ không làm những chuyện lừa gạt, chứ đừng nói đến việc dùng bất cứ thủ đoạn nào với Nam Tình cô nương. Sở dĩ ta hứa sẽ giúp đỡ cô vì trong cuộc hôn nhân này cô đã chịu thiệt thòi, nên ta mới thoải mái đồng ý như vậy. Chỉ là không ngờ Nam Tình cô nương lại cho rằng ta có mục đích khác. Thôi vậy, nói thêm cũng vô nghĩa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đôi khi, con người không thể quá tốt, nếu ngươi quá tốt, đối phương sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn cho rằng ngươi đang có âm mưu gì đó. Hiền lành và nhân từ cần biết cách sử dụng. Thấy Diệp Quân phất tay áo rời đi, Dạ Nam Tình hơi sửng sốt, vừa định nói gì đó thì Diệp Quân đã biến mất ở phía xa. Trầm mặc một hồi, Dạ Nam Tình nhẹ giọng nói, ta cũng đâu nói ngươi gì đâu. Diệp Quân đến Điện Vĩnh Dạ, biết tin Diệp Quân đến, Dạ Quân đang thảo luận vấn đề với một vài giới chủ đã dừng lại ngay lập tức, hơn nữa còn bảo mấy giới chủ ra ngoài. Chỉ còn lại Diệp Quân và Dạ Quân trong điện. Dạ Quân nói, ta nghe tiền bối nói, vài ngày nữa các người sẽ rời đi à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Dạ Quân hơi khó hiểu, sao lại vội vàng như vậy? Diệp Quân nói, không thể đặt chiến trường ở đế quốc Vĩnh Dạ, Dạ Quân im lặng. Quả thật, nếu khai chiến ở đế quốc Vĩnh Dạ sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho đế quốc Vĩnh Dạ. Phải biết rằng, những kẻ đó đều là quái vật thượng cổ, ai nấy đều có thực lực đáng sợ có thể hủy diệt trời đất, nếu thật sự khai chiến ở đế quốc Vĩnh Dạ thì đủ để hủy diệt toàn bộ đế quốc Vĩnh Dạ. Diệp Quân lại nói, tiền bối. Nội bộ của đế quốc Vĩnh Dạ. Diệp Quân nói, về cơ bản đã không còn vấn đề. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Dạ Quân đột nhiên nói, cậu và Nam Tình. Diệp Quân cười nói, vẫn ổn. Vẫn ổn. Lòng Dạ Quân trầm lắng. Diệp Quân không nói gì nữa, ôm quyền rồi xoay người rời đi. Vừa rời khỏi điện Vĩnh Dạ đã gặp ngay Dạ Nam Tình, hắn bình tĩnh nói, Nam Tình cô nương có việc gì à? Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, Diệp công tử, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Diệp Quân lắc đầu, không rảnh. Nói xong hắn quay người rời đi. Dạ Nam Tình hơi sững sờ, sau đó cô ta rung chuyển, đứng chặn trước mặt Diệp Quân, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Diệp Quân cũng nhìn lại, hai người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt Diệp Quân bình tĩnh như nước. Cuối cùng, Dạ Nam Tình nói, chuyện lúc nãy là ta sai. Diệp Quân vẫn không đáp lời. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, ta đã xin lỗi rồi. Diệp Quân gật đầu, ta nghe thấy rồi, Nam Tình cô nương còn có việc gì sao? Dạ Nam Tình nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Diệp Quân nói, ta sẽ nhận được ích lợi gì? Dạ Nam Tình sững sờ. Lợi ích ư?
cô ta không ngờ người đàn ông trước mặt lại đòi quyền lợi. Từ khi gặp nhau tới nay, người đàn ông này rất thân thiện với cô ta, cho dù là đưa cho cô ta công pháp hay huyết mạch, còn cả việc mượn tiểu tháp trước đó, người đàn ông này chưa từng nói từ chối. Mà lúc này, không ngờ hắn lại đòi hỏi quyền lợi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân trước mặt, cô ta biết rằng sở dĩ người đàn ông này nói thế là do đang giận chuyện lúc nãy. Diệp Quân bình tĩnh nói, không có lợi thì ta sẽ không làm. Dạ Nam Tình hơi tức giận, nói ta đã xin lỗi rồi, ngươi. Diệp Quân lắc đầu, Nam Tình cô nương không nói thì ta cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dạ Nam Tình chậm rãi siết chặt nắm đấm, nhìn Diệp Quân nói đi là đi, cô ta có thể cảm nhận được thái độ của người đàn ông này đối với mình đã thay đổi. Lúc đầu hắn thân thiện, quan tâm đến cảm xúc của cô ta bằng mọi cách, sợ cô ta vì chuyện liên hôn mà có ý nghĩ không hay. Có thể nói, cô ta muốn gì hắn cũng đồng ý, không yêu cầu thì hắn cũng chủ động đưa cho. Nhưng lúc này, người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của cô ta. Chỉ vì câu nói đó, trong lòng Dạ Nam Tình đột nhiên dấy lên cảm giác hối hận, bây giờ cô ta cẩn thận nghĩ lại, từ khi gặp mặt đến nay, người đàn ông này chưa từng lừa gạt cô ta. Hai người bọn họ thành thân bởi vì lợi ích nhưng người đàn ông này không hề có ý xấu với cô ta, cũng không có mục đích gì, hơn nữa câu nói đó. Có lẽ cũng khiến người đàn ông này chạnh lòng. Nghĩ đến đây, Dạ Nam Tình thấp giọng thở dài, hình như mình hơi quá đáng rồi. Sở dĩ cô ta nghĩ như vậy, cũng bởi vì chủ nhân bút đại đạo. Nhưng bây giờ xem ra, người đàn ông này không hề biết ý đồ thật sự của chủ nhân bút đại đạo. Suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên từ sâu thẳm trái tim. Đồ nhỏ mọn. Dạ Nam Tình bực bội lẩm bẩm, sau đó quay người rời đi. Diệp Quân không trở về phòng tân hôn, hắn thật sự không muốn gặp Dạ Nam Tình, bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi Diệp Quân tiến vào tiểu tháp, hắn đi tới trước Ngao Thiên Thiên, lúc này khí tức trên người Ngao Thiên Thiên đã hoàn toàn biến mất, cả người như hòa cùng trời đất làm một. Với thực lực của hắn bây giờ, mệnh vận đại đế bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là cường giả ở cấp bậc như Vĩnh Sinh đại đế thì hắn cũng không chút sợ hãi. Nếu hắn dung hợp với Ngao Thiên Thiên người đã nâng cao sức mạnh thì thực lực của hắn. Phải nói rằng, lúc này hắn đang rất mong chờ. Vợ chồng dung hợp, có thể đánh được vài chiêu với cha hắn luôn chứ nhỉ? Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, xoay người rời khỏi tiểu tháp, vừa mới rời đi, Dạ Nam Tình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quân hơi sửng sốt, sao lại tới nữa rồi? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nhưng không nói gì. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, hơi khó hiểu, cô gái này định làm gì? Dạ Nam Tình nói, đi theo ta tới một chỗ. Diệp Quân đang định mở lời, nhưng Dạ Nam Tình đã vung tay phải lên, ngay sau đó, cô ta và Diệp Quân đã biến mất tại chỗ. Khi cả hai xuất hiện thì đã đến Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, khoảnh khắc vừa nãy, ngay cả năng lực phản kháng hắn cũng chẳng có. Mẹ kiếp! Cô gái này giả heo ăn thịt hổ sao? Dạ Nam Tình xòe bàn tay ra, cho ta mượn tiểu tháp dùng một lát. Diệp Quân không đáp. Dạ Nam Tình biết người này thích lạt mềm buộc chặt, vì vậy nhẹ giọng nói, người đừng tức giận, câu nói lúc trước của ta không hề cố ý, cũng không có ý gì khác. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, sau đó xòe lòng bàn tay ra, tiểu tháp chậm rãi bay lơ lửng trước mặt Dạ Nam Tình. Thấy Diệp Quân đưa tiểu tháp ra, Dạ Nam Tình cảm thấy hơi phức tạp, người này thật sự không biết cái tháp này chân quý đến mức nào sao. Lúc đầu, cô ta thậm chí còn nghĩ đến việc cướp nó đi. Nhưng khi nghĩ đến việc tên này đã cho cô ta mượn không chút do dự thì suy nghĩ đó đã biến mất. Dạ Nam Tình thu hồi suy nghĩ của mình, cô ta chỉ vào tiểu tháp khẽ rung lên, sức mạnh thần bí từ trong tiểu tháp tỏa ra, cuối cùng hòa vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân ở một bên hơi khó hiểu, Nam Tình cô nương, đây là gì? Vẻ mặt của Dạ Nam Tình khá nghiêm trọng. Cô ta thầm nghĩ, đại đạo của tòa tháp thực sự có thể trấn áp được đại đạo. Không chỉ có thể trấn áp, mà còn có thể nuốt chửng. Nếu dung hợp với tòa tháp này thì tương đương với việc sở hữu một đại đạo hoàn toàn mới. Một khi hoàn toàn khống chế thì chẳng khác nào trực tiếp đạt tới mức nắm giữ đạo.
Quan trọng nhất là nó có thể khôi phục thực lực trước đó của ta, hơn nữa nếu dựa vào đạo này làm căn bản thì nói không chừng ta có thể vượt qua đại đạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô ta lóe sáng, trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ tham lam. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, cái này có ích lợi với cô sao? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, gật đầu. Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy cô có thể dùng để tu luyện. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, thật sao? Diệp Quân gật đầu, thật. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, nếu ta tu luyện, thì công năng đảo ngược thời gian của tòa tháp này có thể biến mất. Như vậy, người có sẵn lòng không? Diệp Quân hơi kinh ngạc, công năng đảo ngược thời gian sẽ biến mất sao? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia sẽ không xảy ra chuyện chứ? Dạ Nam Tình lắc đầu, không đâu. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, vậy cô tu luyện đi. Công năng đảo ngược thời gian rất chân quý, nhưng đối với hắn mà nói thì không sao cả, dù sao cô, cha, ông nội vẫn còn, chân tỷ cũng còn. Lần tới khi gặp lại họ, bảo họ làm lại từ đầu là được. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, người đồng ý thật à? Diệp Quân gật đầu, cô tu luyện đi. Dạ Nam Tình đi tới trước mặt Diệp Quân, người biết tháp này chân quý thế nào không? Diệp Quân gật đầu, ta biết. Dạ Nam Tình khó hiểu, vậy mà ngươi còn cho ta mượn hả? Diệp Quân không vui đáp, Nam Tình cô nương, cô đang dài dòng gì vậy? Muốn tu luyện thì nhanh lên. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc, khi thấy người đàn ông này không hề nói dối, vẻ mặt của cô ta đột nhiên trở nên phức tạp, lòng tham dần dần biến mất, cô ta lắc đầu thở dài, ngươi thật giống đứa con trai ngu ngốc của gia đình địa chủ. Diệp Quân, bởi vì ngươi không hỏi ta. Đứa con trai ngu ngốc của gia đình địa chủ ư? Cái quái gì vậy? Diệp Quân xa sầm mặt mày. Hắn định nói gì đó, nhưng Dạ Nam Tình đã trả lại tòa tiểu tháp cho hắn. Diệp Quân hơi khó hiểu, cô. Dạ Nam Tình lắc đầu, tòa tháp của ngươi rất quý giá, đừng dễ dàng tiết lộ cho người ngoài. Diệp Quân hỏi, cô không tu luyện nữa sao? Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không. Diệp Quân do dự. Sau đó hỏi, tại sao? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, ta không muốn lợi dụng ngươi. Tiểu tháp rất có sức hấp dẫn với cô ta, nhưng cô ta vẫn có giới hạn. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình, nói, Nam Tình cô nương không phải là người bình thường, phải không? Dạ Nam Tình đang định đáp lời, đúng lúc này, Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa đột nhiên sôi trào, sau đó, một áp lực kinh khủng quét tới. Diệp Quân lập tức nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo Dạ Nam Tình rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn không muốn bị đánh hội đồng. Nhưng một giây sau, hắn kinh hãi phát hiện, khu vực xung quanh đã bị một sức mạnh thần bí phong tỏa. Không thể ra ngoài ư. Nghĩ đến đây, Diệp Quân xòe bàn tay ra, kiếm hiên viên xuất hiện trong tay hắn. Nếu đã không thể ra ngoài thì phải làm gì đó. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện mấy chục người. Tất cả đều là Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, dẫn đầu là Nhạc Trần. Bên cạnh Nhạc Trần còn có thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng lạnh lùng nhìn Diệp Quân. Nhạc Trần nhìn Diệp Quân mỉm cười nói, nếu ngươi cứ ở mãi trong đế quốc vĩnh dạ thì tạm thời ta thật sự không làm gì được ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại chủ động tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Vậy càng tốt, ta bớt được nhiều việc. Diệp Quân liếc nhìn đám người Nhạc Trần, đấu một mình đi. Nhạc Trần bình tĩnh nói, được. Nói xong, khóe miệng ông ta hơi hơi nhếch lên, đám người bọn ta đấu với một mình ngươi. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, những người này không nói lý lẽ. Nhạc Trần không nói nhảm nữa, ông ta đột nhiên hóa thành một tia sáng, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, một khí tức đáng sợ lao vào tới trước mặt hai người Diệp Quân. Khi Diệp Quân chuẩn bị ra tay, Dạ Nam Tình đột nhiên vung tay áo. Bùm! Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhạc Trần bị thổi bay ra xa vạn trượng. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Quân nhìn Dạ Nam Tình bên cạnh, trong lòng vô cùng chấn động, hắn biết cô gái này có thể đang che giấu thực lực của mình, nhưng hắn không ngờ thực lực của cô gái này lại kinh khủng như vậy. Mặt Dạ Nam Tình không chút biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh nói, ta đưa ngươi tới đây, đương nhiên sẽ đưa ngươi trở về. Diệp Quân do dự, sau đó nói, được. Đừng nên tỏ ra dũng cảm vào lúc này.
hắn thực sự không thể đánh bại cả một nhóm người. Dạ Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân, nói, đi thôi. Nói xong, cô ta dẫn theo Diệp Quân đi sang một bên. Nhưng lúc này, Nhạc Trần ở phía xa đột nhiên nói, đúng là hơi sơ suất. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dạ Nam Tình ở phía xa, lúc này, ông ta vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông ta cũng không ngờ thực lực của cô gái này lại mạnh như vậy. Dạ Nam Tình liếc nhìn Nhạc Trần, không nói gì, đang định rời đi cùng Diệp Quân, Nhạc Trần đột nhiên nói, giết. Dứt lời, ông ta dẫn theo một đám người xông về phía Diệp Quân. Dạ Nam Tình khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, cô ta đột nhiên xoay người phất tay áo, chín luồng sáng màu sắc khác nhau quét ra. Rầm. Bỗng chốc, mấy người Nhạc Trần bị đánh bay ra xa hàng vạn trượng, những người đứng đầu ngã xuống ngay tại chỗ, không còn mảnh xương nào. Khí tức phát ra từ sức mạnh cường đại khiến Tuế Nguyệt Trường Hà sôi trào. Diệp Quân liếc nhìn Dạ Nam Tình bên cạnh, trong lòng hoàn toàn chấn động, cô gái này đáng sợ đến mức này sao? Xa xa, sắc mặt Nhạc Thần cũng tràn đầy vẻ không thể tin được, ông ta đang định nói gì đó, lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên duỗi tay ra, lao tới từ trong không trung. Bụp, một bàn tay vô hình tóm lấy cổ họng của Nhạc Trần, đồng tử của Nhạc Trần co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cô là. Tay phải Dạ Nam Tình bỗng dùng lực. Rầm, cơ thể Nhạc Trần vỡ vụn, sau đó tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả lập tức thay đổi, lần lượt rút lui. Dạ Nam Tình không đuổi theo, mà đưa Diệp Quân biến mất tại chỗ. Trong phòng, Diệp Quân và Dạ Nam Tình ngồi đối diện nhau. Dạ Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, bình tĩnh nói, người định nhìn chằm chằm như vậy bao lâu nữa? Diệp Quân lắc đầu cười nói, Nam Tình cô nương, không ngờ cô lại lợi hại như vậy. Dạ Nam Tình cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, không nói lời nào. Diệp Quân cười khổ nói, lúc trước ta từng nói sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy hơi xấu hổ. Sau khi cân nhắc một lúc, Dạ Nam Tình nói, ta không nói với ngươi về thực lực của ta, bởi vì ngươi không hỏi ta. Khóe miệng Diệp Quân hơi giật giật. Nhưng cô biết nói chuyện mà. Nói như vậy thì là vấn đề của ta sao? Dạ Nam Tình nói, thực lực của đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả không hề đơn giản, một mình ngươi không ứng phó được đâu. Diệp Quân gật đầu, chủ nhân bút đại đạo đã đi tìm viện trợ rồi. Chủ nhân bút đại đạo. Nghe cái tên này, Dạ Nam Tình cau mày. Thấy vậy, Diệp Quân nói, cô có ân oán gì với chủ nhân bút đại đạo à? Dạ Nam Tình liếc nhìn anh, nhưng không đáp. Diệp Quân nhíu mày, hắn ngẫm nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngồi dậy, chủ nhân bút đại đạo bảo ta liên hôn với đế quốc Vĩnh Dạ, mục đích thật sự không phải là đế quốc Vĩnh Dạ, mà là cô. Ông ta muốn trói ta và cô vào chung một chỗ. Dạ Nam Tình cầm tách trà lên nhấp một ngụm, không nói lời nào. Thấy Dạ Nam Tình ngầm thừa nhận, sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên u ám, mẹ kiếp, tên này biết tính toán quá nhỉ. Dạ Nam Tình nói, ông ta không hề biết trí nhớ của ta đã khôi phục 70-80%, nếu không, ông ta cũng không dám làm như vậy, nhưng ông ta cũng đáng chết, nếu ta chưa khôi phục lại trí nhớ thì ngươi. Nói đến đây, cô ta liếc nhìn Diệp Quân, nhưng không nói nữa. Diệp Quân trầm giọng lên tiếng, ông ta muốn lợi dụng việc trí nhớ của cô chưa khôi phục, muốn ta và cô gạo nấu thành cơm, đúng không? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quân cười nhạt, chủ nhân bút đại đạo này biết chơi đấy. Dạ Nam Tình nói, đám người Tuế Nguyệt nghịch lưu giả sẽ không bỏ cuộc đâu, người có dự định gì? Diệp Quân trầm giọng nói, chiến. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Diệp Quân đột nhiên nói, Nam Tình cô nương, cô vừa mới nói trí nhớ của cô. Cô là người chuyển thế sống lại sao? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, vậy kiếp trước cô là gì? Vừa nãy, trước khi chết dường như Nhạc Trần đã nhận ra thân phận của Dạ Nam Tình, lúc đó ông ta cực kỳ sợ hãi, vì vậy cô gái trước mặt hắn chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Dạ Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân, nhưng không trả lời câu hỏi. Diệp Quân thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn lắc đầu cười nói, ta thật sự không biết mục đích của ông ta, nếu biết. Nói đến đây, hắn không nói thêm câu nào nữa.
Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nếu ngươi biết thì sẽ thế nào? Diệp Quân trầm giọng nói, nếu biết, tất nhiên sẽ không làm vậy, nhưng dù sao ông ta cũng vì ta mới tính toán như vậy, dù sao cũng là vấn đề của ta. Hắn không hề oán trách chủ nhân Bút Đại Đạo, dù sao đối phương cũng muốn tìm người giúp đỡ hắn, nhưng những chuyện như này lần sau tuyệt đối không thể xảy ra, nếu hai người muốn hợp tác lâu dài thì vẫn cần phải bớt tính toán hơn. Dạ Nam Tình nói, ta cũng biết một chút về chuyện vũ trụ kiếp. Hành động của ngươi và vị chân thần kia chắc chắn là nghịch thiên, bởi vì theo ta biết, một khi vũ trụ kiếp bùng nổ thì không thế lực nào có thể ngăn cản, các người. Diệp Quân gật đầu, ta biết, ta cần chút thời gian. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quân, thời gian. Diệp Quân khẽ gật đầu, nếu như bây giờ vũ trụ kiếp bùng nổ, toàn bộ sinh linh trên vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, ác đạo và đám tuế nguyệt nghịch lưu giả ủng hộ cô ta sẽ trở thành sinh linh duy nhất trong vũ trụ này. Dạ Nam Tình nói, với thực lực của ngươi, nếu không ngăn cản cũng có thể sống sót. Cô ta đang khuyên nhủ. Diệp Quân biết rằng Dạ Nam Tình có ý tốt, hắn cười nói, Nam Tình cô nương, đương nhiên ta hiểu ý của cô, chỉ là, nếu ta và chân tỷ không ngăn cản điều đó, tất cả các sinh linh sống trong chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên sẽ bị hủy diệt. Nói thật, tuy rằng ta không phải là thánh nhân gì cả, nhưng ta là vua của vũ trụ quan huyên, ta có trách nhiệm bảo vệ người của ta. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân, nếu ngươi từ bỏ, thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, bởi vì ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có quá nhiều ràng buộc, những ràng buộc này không tốt cho kiếm đạo của ngươi. Diệp Quân hỏi, tu thần tính sao? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quân cười nói, tu thần tính quá cô độc, cho nên, ta vẫn thích nhân tính hơn. Dạ Nam Tình nói, ngươi biết tại sao tuế nguyệt nghịch lưu giả muốn dồn ngươi vào chỗ chết không? Không đợi Diệp Quân trả lời, cô ta lại nói, bởi vì tuổi thọ của bọn chúng sắp hết. Trật tự chân thần trợ giúp thiện đạo nghĩa chân áp vạn vật sinh linh. Trừ khi vượt qua đại đạo, nếu không tuổi thọ của bất kỳ ai cũng sẽ chấm dứt, sau đó trở về cho bụi. Cho nên sở dĩ bọn họ đi đến bước đường này cũng vì thực lực không đủ. Nói đến đây, cô ta khẽ lắc đầu, điều đáng sợ nhất trên đời là gì? Không phải chết, mà là người biết ngày mình sẽ chết. Giống như người bình thường, không biết mình sẽ chết khi nào, một ngày nào đó đột nhiên chết cũng không sao. Nhưng nếu người biết rõ mình khi nào sẽ chết thì thử hỏi trên thế gian có mấy người có thể nhìn thấu được việc sống chết. Diệp Quân im lặng. Dạ Nam Tình tiếp tục nói, hơn nữa, bọn chúng cũng không phải thật sự tuyệt vọng, bọn chúng còn có thể nhìn thấy hy vọng. Có điều bây giờ, trật tự chân thần lại dập tắt hy vọng của bọn chúng. Ngươi nói xem chúng sẽ thế nào. Chắc chắn bọn chúng chỉ muốn ăn thịt ngươi, gặm xương ngươi. Diệp Quân đột nhiên nói, Nam Tình, cô có thể giúp ta không? Dạ Nam Tình sững sờ. Cô ta rất ngạc nhiên. Rất bất ngờ. Bởi vì theo cô ta thấy, Diệp Quân chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, vì yêu cầu này hơi khó khăn, hơn nữa tính cách của người đàn ông trước mặt thuộc loại không thích làm phiền người khác. Phải nói rằng, người bình thường đều sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ có thế. Tuy nhiên, hắn lại đề cập đến nó. Dạ Nam Tình vẫn im lặng, những lời đột ngột của Diệp Quân khiến cô ta không biết nên trả lời như thế nào. Từ chối. Không biết tại sao nhìn ánh mắt chân thành và chờ mong của người đàn ông trước mặt, những lời từ chối lại hơi khó thốt ra. Thấy Dạ Nam Tình rơi vào im lặng, Diệp Quân lại hỏi, tình huống của ta hiện giờ không tốt lắm, không biết cô có tiện giúp một tay không? Sau khi biết đối phương sở hữu sức mạnh kinh khủng nhường nào, hắn chỉ có một thoáng chần chừ trước khi quyết định thuyết phục nàng ấy. Nếu một người như vậy mà chịu đứng về phe hắn thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Mấu chốt là hắn sợ nàng ấy bị quá khứ tông lôi kéo đi mất thôi. Một khi đã muốn mời người ta đi với mình thì liêm sỉ là thứ cần vứt đi đầu tiên. Giống như kinh doanh ở thế tục vậy, muốn bán được hàng thì phải vứt liêm sỉ, bằng không chỉ còn nước chết đói. Ai vứt liêm sỉ, người ấy vô địch. Dạ Nam Tình nghe hắn hỏi thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn lại với ánh mắt lạnh nhạt. Diệp Quân cân nhắc mình nên nói những gì, Nam Tình cô nương. Dạ Nam Tình bỗng buột miệng, ta sẽ được lợi gì? Diệp Quân thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ kêu lên, cô đồng ý giúp ta ư?
Dạ Nam Tình chỉ lặp lại, ta sẽ được lợi gì? Diệp Quân chỉ tuét miệng cười. Dạ Nam Tình nhíu mày, ngươi cười cái gì? Diệp Quân không trả lời, biết rằng nàng ấy vì trả đũa nên mới hỏi câu ấy. Dạ Nam Tình thấy vẻ mặt hắn thì lắc đầu. Không biết vì sao mà nàng bị hắn nhìn thấu ý đồ nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, còn nếu hắn thật sự trả ơn, cho rằng nàng ấy giúp hắn để đổi lại lợi ích thì mới là vô nghĩa. Diệp Quân, cô nương biết quá khứ tông không? Dạ Nam Tình thu hồi suy nghĩ, gật đầu, biết một chút. Diệp Quân, nó là kiểu tông môn như thế nào? Dạ Nam Tình nhìn hắn, rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Quân, ta nghe chủ nhân Bút Đại Đạo nói tông chủ quá khứ tông từng tàn sát hết một thời đại, có thật hay không? Tông chủ quá khứ tông. Sau một hồi im lặng, Dạ Nam Tình gật đầu, phải. Diệp Quân, cô có biết cô ta không? Dạ Nam Tình gật đầu, biết. Diệp Quân ngẩn người. Dạ Nam Tình, còn là người quen nữa. Trời đầu. Diệp Quân trợn mắt đầy khó tin, quen biết ư. Dạ Nam Tình gật đầu, ừ. Thế là sắc mặt Diệp Quân trở nên kỳ lạ. Cô gái này từng thừa nhận mình là người chuyển thế, vậy chẳng lẽ? Cũng không đúng. Hắn gạt phăng suy nghĩ ấy đi, có thể trò chuyện được không? Dạ Nam Tình gật đầu, được. Rồi liếc hắn cười hỏi, sao? Muốn nói chuyện với cô ta à? Diệp Quân gật đầu. Bắt giặc phải bắt vua, nếu có thể giải quyết luôn thì. Tuy nghe có hơi phi thực tế. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Nào ngờ Dạ Nam Tình lại lắc đầu, cô ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Diệp Quân, vì ta yếu. Dạ Nam Tình, còn một nguyên nhân khác, cô ta cần một thế giới không có trật tự. Trong khi mục đích ngươi và chủ nhân Bút Đại Đạo lại đi ngược lại, tạo thành mâu thuẫn không thể giải quyết. Diệp Quân im lặng. Dạ Nam Tình lại hỏi, ngươi có kế hoạch gì kế tiếp? Diệp Quân, chống lại Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, nâng cao sức mạnh. Dạ Nam Tình nói sau một hồi im lặng, ngươi và chủ nhân Bút Đại Đạo đã đánh giá thấp sức mạnh của những người đó rồi. Diệp Quân nheo mắt, vì sao lại nói vậy? Dạ Nam Tình toan mở miệng thì như cảm nhận được gì mà nhíu chặt chân mày, ngẩng đầu nhìn vào tinh không. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Dạ Nam Tình nheo mắt, đây là. Chợt nàng ấy biến sắc, kêu lên với Diệp Quân, đi mau. Rồi nàng ấy chộp lấy vai hắn, thoát cái đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trong một vùng tinh không khác. Gần như cùng lúc, hàng trăm luồng khí tức hùng hậu xuất hiện từ sau lưng họ cách đó không xa. Nơi đó có 100 cường giả bí ẩn đang đứng. Mỗi người đều mặc chiến giáp đen, đội mũ giáp đen, tay cầm trường thương, tản ra khí tức mạnh mẽ đến đáng sợ. Sự xuất hiện của họ khiến tinh không sôi trào. Họ chính là quân đoàn vĩnh giả. Tất cả đều và mệnh vận đại đế. Giả quân xuất hiện bên cạnh hai người, nhìn vào lòng tinh không với vẻ nặng nề, Diệp công tử, chủ nhân Bút Đại Đạo đâu? Diệp Quân, chắc đi xử lý viện binh. Giả quân, bao lâu thì trở lại? Diệp Quân, 3 ngày. 3 ngày. Giả quân nheo mắt. Vậy là phải cầm cự trong 3 ngày lận sao? Theo ánh nhìn của ông ta, từng luồng khí khủng bố đang ùa về phía họ từ trong lòng tinh không. Khí tức khiến lòng người sợ hãi. Có thể thấy những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả này không muốn chơi trò câu giờ. Cầm cự nổi không? Giả quân sinh lòng lo âu. Diệp Quân cảm nhận được khí tức kia thì sắc mặt đanh lại. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đến thật rồi. Lần này, có lẽ chính là gia tộc đệ nhất mà chủ nhân Bút Đại Đạo còn phải kiêng dè kia. Bỗng thấy thời không Tuế Nguyệt ở nơi xa nứt ra, sau đó là hàng trăm người bất thình lình xuất hiện đối mặt bọn họ. Sắc mặt Giả Quân lập tức trở nên xấu xí vô cùng. Bên kia là mấy trăm cường giả vượt qua mệnh vận đại đế lận. Quân đoàn vĩnh giả có mạnh không? Có chứ. Họ được cấu thành từ các mệnh vận đại đế, có thể nói là một trong những quân đoàn mạnh nhất vũ trụ lúc này. Nhưng đứng trước Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, từ khí tức đến khí thế đều bị trấn áp hoàn toàn. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Những người có thể đi ngược lại Tuế Nguyệt, cho dù ở thời đại gốc của mình cũng là những cường giả có sức mạnh dung chuyển đất trời. Mà bây giờ, những cường giả cao cấp của nhiều thời đại lại tập hợp cùng nhau. Trái tim Giả Quân như chìm xuống đáy cốc, ông ta vốn cho rằng quân đoàn vĩnh giả cho dù có thua kém Tuế Nguyệt nghịch lưu giả thì cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, chênh lệch chẳng khác gì lệch trời. Không cùng một cấp bậc.
Sắc mặt Diệp Quân cũng trầm xuống khi nhận ra hắn đã đánh giá thấp Tuế Nguyệt nghịch lưu giả rồi. Mệnh vận đại đế và bọn họ vốn ở hai loại cấp bậc khác nhau. Đúng lúc này, thời không cách nhóm Diệp Quân mấy trăm trượng bỗng vỡ ra. Một người đàn ông trung niên với mái đầu bạc phơ, khoác trường bào trắng nhạt, dáng dấp cao lớn bước ra. Uy áp vô hình tản ra từ người ông ta khiến toàn bộ vũ trụ chợt trở nên nhỏ bé. Sự xuất hiện của người này mang lại cảm giác áp bách như có tảng đá đè lên ngực, khó lòng hô hấp. Dạ Nam Tình thấy ông ta thì cau mày, đệ nhất lăng. Cường giả với sức mạnh nằm trong năm hạng đầu của tộc đệ nhất. Đệ nhất lăng nhìn thấy nàng ấy thì cũng nhíu mày, là ngươi. Dạ Nam Tình, tộc đệ nhất chỉ có mình ngươi đến à? Đệ nhất lăng nhếch môi, không đủ sao? Dạ Nam Tình, ngon thì thử xem. Tranh cãi tóe lửa. Đệ nhất lăng nhìn Dạ Nam Tình, ta được biết ngươi chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện này, vì sao bây giờ lại giúp đỡ Diệp Quân? Nàng ấy lãnh đạm đáp, ta thích đấy được không? Đệ nhất lăng nhíu mày. Dạ Nam Tình quay sang nói với Diệp Quân, sức mạnh ta chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể giúp ngươi giữ chân tên kia, còn lại ngươi tự lo liệu. Hắn gật đầu, cảm ơn. Dạ Nam Tình, bảo trọng. Nói rồi nàng ấy bước tới trước. Một tia sáng trắng phóng ra ôm lấy nàng ấy và đệ nhất lăng, đưa cả hai vào một vùng thời không bí ẩn. Người mạnh nhất đã bị giữ chân, nhưng vẫn còn cả trăm cường giả khác. Diệp Quân nhìn số lượng Tuế Nguyệt nghịch lưu giả bên kia, tiền bối, bảo quân đoàn lùi lại đi. Quân đoàn Vĩnh Dạ rất mạnh nhưng căn bản không thể chống lại Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, nếu cố chấp đánh nhau thì chỉ hy sinh oan mạng mà thôi. Dạ Quân nói, Diệp công tử, chúng ta sẽ duy trì trận pháp Vĩnh Dạ, giúp cậu chế ngự sức mạnh của họ. Diệp Quân gật đầu, được. Dạ Quân bảo quân đoàn Vĩnh Dạ lui sang một bên. Rồi ông ta la lên, khởi trận. Quỳnh. Một tia sáng trắng phóng lên từ đế quốc Vĩnh Dạ, lao thẳng vào tinh không mịt mờ, tản ra từng luồng năng lượng bí ẩn. Đây chính là đại trận Vĩnh Dạ. Thấy đại trận trấn áp, những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đứng ở xa kia bỗng nhíu mày. Sức mạnh họ đã bị áp chế ít nhất là 3 phần. Diệp Quân đi tới trước mặt họ, cười nói, có ai dám đánh tay đôi không? Người đàn ông trung niên dẫn đầu bên kia lên tiếng, nếu Diệp công tử muốn đợi cường giả chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đến cứu viện thì sẽ phải thất vọng rồi. Người của bọn ta đã đi chặn đường chúng. Diệp Quân im lặng. Chặn đường ư? Vậy là chỉ còn mình hắn. Mấy trăm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, có gì đáng sợ? Diệp Quân bất chợt phá ra cười lớn. Quỳnh! Kiếm quang vàng rực phóng ra từ cơ thể hắn, đâm xuyên màn trời. Thánh kiếm Hiên Viên! Hắn vung tay gọi nó trở lại, cảm nhận được huyết mạch Viêm Hoàng sôi trào trong cơ thể. Hàng loạt tia sáng vàng tuôn ra từ người hắn, khí tức kiếm đạo hùng hậu hòa cùng với khí tức huyết mạch, nghiền nát đất trời. Người dẫn đầu bên kia nheo mắt lại, ra lệnh, giết! Những người khác đang toan ra tay thì thấy một luồng khí tức khổng lồ phóng ra từ cơ thể Diệp Quân, sau đó là tiếng rồng ngâm vang tinh hà. Trước mắt họ, một con thiên long dài đến mấy vạn trượng trườn ra từ trong cơ thể Diệp Quân, cuộn mình thành một vòng rồi ngẩng cổ rít lên từng đợt đập vỡ tinh hà. Sau đó nó biến thành một tia sáng vàng chui vào người Diệp Quân. Dung hợp, Quỳnh, chỉ trong phút chốc, cảnh giới của hắn bay vọt lên mệnh vận đại đế. Khí tức cũng không ngừng tăng vọt. Thấy hơi thở đáng sợ tản ra trên người Diệp Quân, những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đang có mặt đều nhíu mày. Hơi thở quá mạnh. Người đàn ông trung niên dẫn đầu trầm giọng nói, giết. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không còn đường lui nữa. Giọng nói của người đàn ông trung niên vừa vang lên, mấy trăm người lập tức xông về phía Diệp Quân, mấy trăm cao thủ mạnh mẽ đồng loạt ra tay là chuyện đáng sợ đến mức nào. Dù thực lực của bọn họ bị trận pháp Vĩnh Dạ trấn áp 3 phần, nhưng vẫn vô cùng kinh khủng, vào khoảnh khắc bọn họ ra tay, toàn bộ tinh vực bắt đầu hóa thành cho bụi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tinh vực này hoàn toàn không thể chịu nổi lực lượng của bọn họ. Mà lúc này, thân thể của Diệp Quân phía xa chợt trở nên hư ảo, sau đó, hàng vạn hàng nghìn tia kiếm quang đột nhiên chém ra từ thời không nơi hắn đứng. Phương pháp thời không chồng chéo. Kiếm chém ra. Sắc mặt mấy trăm cao thủ Tuế Nguyệt nghịch lưu giả thay đổi, mà lúc này, bọn họ có muốn lùi lại cũng đã không còn kịp nữa. Xoẹt!
Nghìn vạn tia kiếp hội tụ lại với nhau, mười mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả đứng đầu bị giết chết trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ chiêu kiếm kia bộc phát ra còn khiến hơn 100 tuế nguyệt nghịch lưu giả chấn động đến mức liên tục lùi lại. Một kiếm chém lui cả trăm tuế nguyệt nghịch lưu giả. Thấy khung cảnh này, sắc mặt Dạ Quân ở phía xa nhất thời trở nên vô cùng nặng nề, trong lòng vô cùng rung động, ông ta biết thực lực của Diệp Quân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Mệnh vận đại đế đứng trước thiếu niên này, e rằng còn không bằng một con kiến. Thực tế đúng thật là như thế. Hiện tại Diệp Quân không chỉ có tu vi kiếm đạo là bán bộ nhập thần mà hắn còn có huyết mạch Viêm Hoàng và Thánh Kiếm Hiên Viên, quan trọng nhất là hắn còn dung hợp với Ngao Thiên Thiên đã là mệnh vận đại đế. Cùng chia sẻ cảnh giới, năng lực phòng ngự và sức mạnh thân thể. Dưới sự gia trì của những thứ này, chiến lực của hắn lúc này đã vượt quá mức bình thường rất nhiều. Thấy Diệp Quân tiêu diệt mười mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả chỉ với một kiếm, sắc mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu ở cách đó không xa lập tức trở nên vô cùng khó coi, cẩn thận người này đấy. Dứt lời, ông ta biến thành một tia sáng màu đen lao về phía Diệp Quân. Tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cùng đồng loạt ra tay. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên lao về phía trước, lực lượng cả người hội tụ vào trong cánh tay, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên nổ vang như sấm chớp, sau tiếng kiếm reo này, một tia kiếm quang vạn trượng đột nhiên bộc phát từ trước mặt Diệp Quân. Người đàn ông trung niên dẫn đầu các tuế nguyệt nghịch lưu giả kia lập tức bị chiêu kiếm này chém lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Mười mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả bên cạnh ông ta cũng lập tức bị đánh bay, kẻ chết người bị thương. Uy lực của một kiếm cực kỳ đáng sợ. Người đàn ông trung niên bị chém lui kia tỏ vẻ ngơ ngác, cái quái gì vậy? Mà lúc này, Diệp Quân phía xa đã bị vô số lực lượng mạnh mẽ bao phủ, dù sao tuế nguyệt nghịch lưu giả cũng rất đông, hắn chém lui một vài người thì vẫn còn rất nhiều cao thủ khác. Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia trở nên vô cùng khó coi, vì bọn họ phát hiện Diệp Quân có thể đỡ được tất cả lực lượng của mình. Đương nhiên không phải Diệp Quân đỡ được, mà là mượn sức Ngao Thiên Thiên có truyền thừa rồng tổ để đỡ. Ngao Thiên Thiên chịu thay Diệp Quân khoảng 9 phần sát thương. Cũng may Ngao Thiên Thiên có truyền thừa rồng tổ, nếu không cô ấy gần như không thể nào đỡ được. Ong! Lúc này, xung quanh lại vang lên tiếng kiếm reo chói tai. Sau tiếng kiếm reo này, một vùng kim quang màu vàng đột nhiên bộc phát, thời không nơi nó đi qua đều vỡ tan một cách dễ dàng, rất là kinh khủng. Một vài tuế nguyệt nghịch lưu giả ở xung quanh Diệp Quân cũng lập tức bị chém bay. Sắc mặt của mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại vô cùng khó coi, bọn họ thật sự không dám tiến lên, vì mũi kiếm của Diệp Quân thật sự quá mạnh, bọn họ gần như không đỡ được, dưới một kiếm của hắn chắc chắn sẽ có người chết. Sắc mặt của người đàn ông trung niên dẫn đầu ở phía xa cũng rất khó coi, ông ta không ngờ mấy trăm người họ lại bị khí thế của thiếu niên kiếm tu trước mắt chấn áp. Không phải chỉ là một tuế nguyệt đại đế thôi à? Có tuế nguyệt đại đế mạnh đến thế sao? Lúc này, khí thế của Diệp Quân vẫn còn đang điên cuồng dâng lên, đặc biệt là huyết mạch Viêm Hoàng của hắn, dưới sự bổ trợ của kiếm hiên viên, uy lực của sức mạnh huyết mạch đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, Ngao Thiên Thiên dung hợp với Diệp Quân cũng khiến thực lực của hắn tăng vọt. Diệp Quân nắm chặt lấy kiếm hiên viên, cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận trong cơ thể, trong mắt hắn chợt lộ vẻ dữ tợn, sau đó, hắn đột nhiên lao về phía trước, tấn công mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả ở xa. Thấy Diệp Quân chủ động tấn công, sắc mặt mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả kia nhất thời trở nên vô cùng u ám, thiếu niên này hoàn toàn không coi bọn họ ra gì cả. Sắc mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu có hơi dữ tợn, giết. Dứt lời, ông ta là người đầu tiên xông lên. Lúc này phải có người dẫn đầu, nếu không sẽ không ai dám xông lên cả. Thấy người đàn ông trung niên xông lên, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng đồng loạt hành động. Trong nháy mắt, tinh vực đã vỡ tan ở xung quanh bắt đầu rung động, những tiếng nổ đinh nhai nhức óc liên tục vang lên. Đối mặt với mấy trăm người nhưng nét mặt Diệp Quân vẫn không có vẻ sợ hãi, hắn vung nhanh kiếm hiên viên trong tay, những tia kiếm khí màu vàng liên tục chém những tuế nguyệt nghịch lưu giả xung quanh. Mà lần này, những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia đã thông minh hơn, không đối mặt trực tiếp với kiếm của Diệp Quân nữa. Bọn họ bắt đầu phối hợp với nhau đánh du kích. Người phía trước kiềm chế Diệp Quân, những người còn lại thì tấn công hắn từ hai bên trái phải, dưới sự phối hợp của họ,
Diệp Quân dần bắt đầu bị áp chế. Dù sao hắn cũng chỉ có một người thế lực đơn bạc. Nhưng vì Diệp Quân có Ngao Thiên Thiên giúp đỡ, vì thế dù phải chịu sức mạnh của vô số cao thủ, hắn vẫn có thể cầm kiếm tiếp tục chiến đấu. Nếu không có thân thể mạnh mẽ của Ngao Thiên Thiên, hắn hoàn toàn không thể chiến đấu với bọn họ lâu như thế. Chênh lệch về số người thật sự quá lớn. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên bị một quyền ấn màu đen đánh vào ngực, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc đánh hắn bay xa mấy nghìn trượng, trong quá trình lùi lại, vô số lực lượng mạnh mẽ kéo tới như thủy triều mãnh liệt, thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Quân. Oanh! Sau những tiếng vang lớn, Diệp Quân liên tục lùi lại mấy trăm nghìn trượng, khi hắn dừng lại, một thanh trường thương màu đen đột nhiên mang theo sức mạnh cường đại như có thể hủy diệt vũ trụ tinh hà đánh tới. Hoàn toàn không có hắn thời gian nghỉ xả hơi. Diệp Quân chợt ngẩng đầu, rút kiếm chém một phát. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Lần này 1.200 tia kiếm chồng chất lên nhau, chẳng những thế mà hắn còn thi triển liên tục tận 3 lần. Trường thương vỡ tan tành, chủ nhân của trường thương cũng thoáng chốc bị một lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ tiêu diệt. Giết chết trong nháy mắt. Mà lực lượng chiêu kiếm kia bộc phát cũng khiến một đám cao thủ liên tục lùi lại mấy chục nghìn trượng. Lúc này, cuối cùng Diệp Quân cũng có chút cơ hội để thở. Lúc này quanh người Diệp Quân có một áo giáp màu vàng nhạt bao phủ, áo giáp này do những cái vảy màu vàng nhạt sáng bóng tạo thành, rất chói mắt. Giáp Thần Thiên Long. Đây là Ngao Thiên Thiên biến thân thể thành giáp, bảo vệ cho hắn. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên đáp, ta không sao. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải của hắn nắm chặt thánh kiếm Hiên Viên trong tay, trên người tản ra những tia kiếm ý mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu phía xa gần giọng nói, giết. Sau đó, ông ta biến thành một tia sáng bắn về phía Diệp Quân. Mà những tuế nguyệt nghịch lưu giả xung quanh đồng thời biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, mà thân thể của hắn cũng trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, con người người đàn ông trung niên dẫn đầu chợt co lại, ông ta biết Diệp Quân sắp thi triển chiêu kiếm đáng sợ kia rồi. Nhưng lần này, ông ta không lùi bước. Nếu hôm nay bị thiếu niên này dọa lùi bước, ông ta chắc chắn sẽ bị bóng ma tâm lý. Cảnh giới cao hơn người ta, số người cũng đông hơn người ta. Vậy mà vẫn sợ hãi lùi bước. Thế thì thật sự không thể sống nổi nữa. Mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng không lùi bước, suy nghĩ của bọn họ giống người đàn ông trung niên, thời điểm thế này tuyệt đối không thể lùi bước. Lúc này, nghìn vạn tia kiếm quang bộc phát từ trước mặt Diệp Quân, sau đó tập trung lại làm một. Hơn 1 triệu cao thủ tuế nguyệt nghịch lưu giả bị chiêu kiếm này của Diệp Quân làm chấn động đến mức liên tục lùi lại, trong đó có khoảng 10 tuế nguyệt nghịch lưu giả trong lúc lùi nhanh lại thì thân thể như một tờ giấy bị đốt cháy, nhanh chóng biến mất, hóa thành cho bụi. Có điều những tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại thì lại biến thành những lực lượng đáng sợ bao phủ lấy Diệp Quân. Những tiếng nổ kinh khủng liên tục vang dội, Diệp Quân thoáng chốc lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia cũng không cho hắn cơ hội nghỉ xả hơi, lần lượt nối đuôi nhau xông về phía hắn. Diệp Quân đột nhiên gào thét, hắn không lùi bước mà còn tiến lên, ném kiếm Hiên Viên trong tay về phía trước, trong nháy mắt. Kiếm Hiên Viên đã hóa thành muôn nghìn tia kiếm quang bay đi. Thấy cảnh này, nhóm cao thủ tuế nguyệt nghịch lưu giả xông lên đầu tiên lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng tránh né. Chiêu kiếm này lập tức chôn vùi tinh vực trong phạm vị chục triệu trượng. Hai bên tách nhau ra. Lúc này, giáp thần thiên long trên người Diệp Quân đã vỡ tan tành, khóe miệng hắn có máu tươi liên tục chảy ra. Diệp Quân cất lời, Thiên Thiên. Mãi một lúc sau Ngao Thiên Thiên mới nói, ta không sao. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, tách ra đi. Ngao Thiên Thiên đáp, không. Khụ khụ. Hai mắt Diệp Quân đỏ như máu, hắn gào thét mau đi ra. Ngao Thiên Thiên im lặng. Diệp Quân đang định nói lại lần nữa thì giọng nói hoảng sợ của tiểu tháp đột nhiên vang lên, cẩn thận. Dứt lời, một thanh trường thương màu bạc đột nhiên phá không kéo tới từ sau lưng Diệp Quân. Lực lượng mạnh mẽ khiến sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi. Khí thế này chỉ yếu hơn khi nãy một chút. Lại một cao thủ tuyệt thế nữa đến. Diệp Quân đang định xoay người thì Ngao Thiên Thiên đột nhiên đi ra từ sau lưng hắn. Cô ấy muốn đỡ cây thương kia, nhưng lúc này,
Diệp Quân đột nhiên nắm lấy tay phải của cô ấy, sau đó kéo cô ấy về phía sau. Phập! Trong nháy mắt, thanh trường thương kia đã đâm vào bụng Diệp Quân, sau đó xuyên qua bụng hắn muốn đâm về phía Ngao Thiên Thiên, nhưng hai tay Diệp Quân lại nắm chặt lấy mũi thương, cuối cùng, mũi thương dừng lại ở chỗ cách bụng Ngao Thiên Thiên khoảng một tấc. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên đang sững sờ trước mặt, hắn nhếch miệng cười, trong miệng có máu tươi liên tục chảy ra, nếu bắt buộc phải chết thì ta cũng phải chết trước muội. Ngao Thiên Thiên như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, nhưng sau đó, cô ấy đột nhiên giữ lấy bàn tay đang cầm trường thương của Diệp Quân, sau đó ôm lấy Diệp Quân, trường thương lập tức đâm vào bụng cô ấy. Cô ấy ôm hắn, nhẹ giọng nói, nếu không thể không chết, vậy thì cùng chết. Cùng chết. Ngao Thiên Thiên ôm chặt lấy người trong lòng, đối với cô ấy, nếu hắn chết, cô ấy cũng sẽ không sống một mình. Muốn sống cùng sống. Muốn chết cùng chết. Vào khoảnh khắc trường thương đâm vào bụng Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân sững sờ. Cảm nhận sinh mệnh của cô gái trong lòng đang nhanh chóng mất đi, trong lòng Diệp Quân chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm giác này như một sợi dây leo sinh sôi, trong nháy mắt quấn quanh cả người hắn. Sau đó, cảm giác sợ hãi này trở thành tức giận. Căm giận ngút trời. Lần thứ ba. Cô gái trước mắt đã chết vì hắn đến lần thứ ba rồi. Không được. Tuyệt đối không được. Sao hắn có thể cam chịu số phận như thế được? Sao hắn có thể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu chết như thế được? Không. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu lên cao gầm thét, đôi mắt đỏ như máu tháp ra. Oanh. Một tia sáng vàng đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể Diệp Quân, sau đó đưa Ngao Thiên Thiên vào trong tiểu tháp. Cùng lúc đó, một chùm tia sáng màu máu đột nhiên bay lên cao từ trong cơ thể Diệp Quân, lực lượng mạnh mẽ khiến thanh trường thương kia bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tinh vực trong phạm vi mấy triệu dặm cũng biến thành một biển máu. Huyết mạch phong ma. Hoàn toàn tỉnh giấc vào lúc này. Lần này, hắn không áp chế huyết mạch phong ma nữa. Mặc cho nó ăn mòn lấy thần trí của hắn. Giờ khắc này, hắn không suy nghĩ được điều gì nữa, hắn chỉ muốn Ngao Thiên Thiên còn sống mà thôi. Đám tuế nguyệt nghịch lưu giả xung quanh thấy Diệp Quân cả người đầy máu, nét mặt vô cùng nặng nề, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Lại một loại sức mạnh huyết mạch khác. Không ngờ người này lại có hai sức mạnh huyết mạch, hơn nữa trông có vẻ loại thứ hai còn mạnh hơn. Thực sự quá phi thực tế. Bên kia có một người đàn ông trung niên cầm thương đứng đó, ông ta mặc trường bào màu đen bó sát, bên hông thắt đai ngọc màu tím, mái tóc dài bồng bềnh, trông có hơi điên cuồng, tròng mắt trắng đen rõ ràng, nhưng có hơi lạnh lùng, tầm mắt ông ta lướt qua khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đệ nhất thần, đứng hàng thứ năm trong gia tộc đệ nhất. Thấy người này xuất hiện, sắc mặt mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả bên cạnh cũng đều thả lỏng. Bọn họ thật sự hơi kiêng dè Diệp Quân này. Vì hắn có quá nhiều lá bài tẩy, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Mọi người đang muốn chen nhau xông lên thì lúc này, đệ nhất thần kia đột nhiên nói, để ta đánh. Nghe thấy lời của đệ nhất thần, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả bên cạnh đều nhíu mày, thầm thấy không vui, người này không nên khinh địch như thế. Người đàn ông trung niên dẫn đầu trầm giọng nói, thần huynh, thực lực người này không tệ, để tránh có sơ suất, mọi người xông lên cũng một lúc vẫn ổn hơn. Đệ nhất thần nhướng mày, lạnh lùng hỏi, sao cơ, ý ngươi là ta không đánh lại hắn à? Nghe thấy thế, người đàn ông trung niên kia nhất thời nhíu mày, dù trong lòng hơi không vui nhưng cũng không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, vì thế đang định giải thích, nhưng lúc này, đệ nhất thần kia lại nói, nếu giết một tên danh con còn phải đánh hội đồng thì quá vô dụng rồi đấy. Nghe thấy lời này, sắc mặt những tuế nguyệt nghịch lưu giả đang có mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Đây rõ ràng là đang giễu cợt bọn họ. Sắc mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu cũng rất khó chịu, nhưng ông ta cũng không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ nhất thần, sau đó lùi sang một bên. Đệ nhất thần kia cũng không nói gì nữa, ông ta nhìn về phía Diệp Quân cả người như máu phía xa, nhìn Diệp Quân quanh thân tản ra hơi thở huyết mạch mạnh mẽ, ông ta cười khinh thường, huyết mạch chi lực. Dứt lời, ông ta đột nhiên tiến lên một bước, ngay sau đó. Ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cùng lúc đó, trường thương trong tay ông ta cũng mang theo một lực lượng mạnh mẽ đâm thẳng về phía ngực Diệp Quân. Nếu trường thương đâm trúng, Diệp Quân sẽ lập tức tan thành tro bụi. Vào khoảnh khắc đệ nhất thần đâm trường thương tới,
Diệp Quân trước mặt ông ta đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hắn là biển máu, vô cùng máu me, cùng lúc đó, hắn còn rút kiếm chém một phát. Ong! Sau một tiếng kiếm reo, kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát từ trước mặt hai người. Ầm! Ầm! Diệp Quân và đệ nhất thần đồng thời lùi lại mấy chục nghìn tượng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám tuế nguyệt nghịch lưu giả phía xa nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vốn cho rằng không có cô gái long tộc kia, thực lực của Diệp Quân sẽ yếu hơn, nhưng không ngờ là thực lực của Diệp Quân chẳng những không yếu đi, mà còn trở nên mạnh hơn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cả đám tuế nguyệt nghịch lưu giả nhìn Diệp Quân phía xa với vẻ khó tin. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu trầm giọng nói, là sức mạnh huyết mạch kia, sức mạnh huyết mạch đã nâng cao thực lực của hắn rất nhiều. Huyết mạch chi lực. Mọi người lập tức hiểu ra, nhưng sau đó lại tỏ vẻ nghi ngờ, có người nói, đây là huyết mạch gì mà mạnh thế. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân với cơ thể như máu ở phía xa, không nói gì, lúc này trong lòng ông ta cũng vô cùng khiếp sợ, ông ta chưa từng thấy sức mạnh huyết mạch đáng sợ đến thế bao giờ. Hơn nữa khí thế của sức mạnh huyết mạch này vẫn đang liên tục dâng lên như vô cùng vô tận, thật sự rất kinh khủng. Mà phía xa, lúc bị Diệp Quân vung kiếm chém lui, đệ nhất thần kia nhất thời cau mày, trong lòng cũng thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ chiêu thương của ông ta khi nãy không chiếm được chút lợi thế nào cả. Sao có thể chứ? Đệ nhất thần nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa bằng ánh mắt lạnh lùng, không nhiều lời một câu, ông ta đột nhiên giẫm chân phải. Biến thành một tia thương mang vạn trượng lao nhanh về phía Diệp Quân. Chiêu thương sử dụng tất cả sức mạnh. Ông ta không muốn đại chiến 300 hiệp với người trước mặt. Vào khoảnh khắc đệ nhất thần ra tay, Diệp Quân phía xa đột nhiên biến mất, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người, một tia kiếm quang màu máu chém lên trên thương mang kia. Đối đầu trực diện. Hai sức mạnh vừa va vào nhau đã bộc phát ra một luồng khí đáng sợ. Luồng khí này thoáng chốc lan ra mấy trăm nghìn trượng. Đệ nhất thần kia cũng thoáng chốc bị đẩy lui mấy trăm nghìn trượng. Thấy cảnh này, sắc mặt những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia nhất thời trở nên vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng cũng rất khiếp sợ. Vì bọn họ phát hiện lần này Diệp Quân chỉ lui khoảng chục nghìn trượng đã dừng lại, còn xông về phía đệ nhất thần một lần nữa. Sắc mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu cực kỳ u ám, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa. Ông ta phát hiện bản thân đã đánh giá thấp sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân, sức mạnh huyết mạch này mạnh hơn so với dự đoán của ông ta. Phía xa, nhìn thấy chiêu thương bản thân sử dụng hết sức mạnh lại rơi vào thế yếu, đệ nhất thần nhất thời tỏ vẻ khó tin. Sao có thể chứ? Đệ nhất thần nhìn chằm chằm Diệp Quân đã xông về phía mình một lần nữa, trong lòng chợt dâng lên một cơn giận, ông ta xoay cổ tay, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra ngoài như một thanh kích điện. Một thương kéo theo thương mang vạn trượng, chém rách mọi thứ. Kiếm đến. Kiếm chém xuống, hàng vạn hàng nghìn thương mang thoáng chốc vỡ tan tành, cùng lúc đó, đệ nhất thần bị đánh bay một lần nữa. Vào khoảnh khắc đệ nhất thần bị đánh bay, Diệp Quân đột nhiên biến thành một tia kiếm quang biến mất. Lại một chiêu kiếm. Chiêu kiếm chém xuống, đệ nhất thần thoáng chốc lùi lại mấy chục nghìn trượng, mà lần này vừa mới dừng lại. Trường thương trong tay ông ta đã vỡ tan, cả thân thể của ông ta cũng vậy. Đệ nhất thần vừa dừng lại mang nét mặt hoảng sợ, trong lòng vô cùng kinh hãi, không ngờ bản thân lại bị đánh bại. Sao có thể chứ? Mà lúc này, Diệp Quân phía xa đột nhiên cầm kiếm lao về phía ông ta một lần nữa. Còn người đệ nhất thần chợt co lại. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên dẫn đầu phía xa đột nhiên nói, ra tay. Dứt lời. Ông ta lập tức lao về phía Diệp Quân. Thật ra ông ta cũng không muốn cứu đệ nhất thần này, nhưng không thể không cứu, lần này bọn họ hợp tác với tộc đệ nhất là chủ lực, nếu không cứu, nội bộ của bọn họ chắc chắn sẽ lục đục, không có lợi cho tình hình chung. Lúc này phải lấy đại cục làm trọng. Thấy người đàn ông trung niên ra tay, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng vội vàng xông về phía Diệp Quân phía xa. Mà Diệp Quân đã hoàn toàn nổi điên ở phía xa cũng không quan tâm đến bọn họ, hắn xông về phía đệ nhất thần một lần nữa. Thấy Diệp Quân mặc kệ mấy người đàn ông trung niên, đệ nhất thần nhất thời thầm thấy hoảng hốt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, lúc này, ông ta mới hiểu vì sao mấy người ở cách đó không xa muốn đánh hội đồng. Thực lực của thiếu niên này thật sự quá kinh khủng. Ông ta khinh địch quá rồi.
vô cùng khinh địch. Đương nhiên đệ nhất thần không dám đối đầu trực diện với chiêu kiếm này nữa, ông ta lập tức di chuyển, lùi về phía sau, nhưng lúc này, tốc độ của Diệp Quân đột nhiên tăng lên. Con người đệ nhất thần chợt co lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, vừa định ra tay thì... Xoẹt! Một tia kiếm quang màu máu xuyên thủng qua giữa chân mày của ông ta. Linh hồn của đệ nhất thần trở nên cứng đờ, ông ta vô cùng sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu lên, tộc trưởng, cứu. Nhưng còn chưa nói xong, Diệp Quân xuất hiện trước mặt ông ta đột nhiên chém một kiếm tới. Vụt! Linh hồn của đệ nhất thần lập tức bị đánh tan. Mà lúc này, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả kia đã xông tới trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân xoay người, không lùi bước mà còn xông thẳng về phía đám người. Dưới sự gia trì của hai loại sức mạnh huyết mạch, lúc này thực lực của Diệp Quân đã tăng lên đến một mức độ đáng sợ chưa từng có. Không chỉ có thế, khí thế của hắn còn ngày càng mạnh hơn dưới sự gia trì của huyết mạch phong ma, khí thế huyết mạch mạnh mẽ khiến thời không xung quanh sôi sục như nước sôi, rất kinh khủng. Vào khoảnh khắc kiếm của Diệp Quân chém xuống, người đàn ông trung niên kia lập tức lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Cùng lúc đó, có 6 tuế nguyệt nghịch lưu giả bị giết chết trong nháy mắt, nhưng Diệp Quân cũng phải lùi lại mấy chục nghìn trượng. Lúc người đàn ông trung niên dừng lại, ông ta nhìn thân thể đã hoàn toàn nứt ra của mình, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Thật sự là một huyết mạch đáng sợ. Phía xa, sau khi bị đánh lui, Diệp Quân lại xông lên một lần nữa, kiếm quang màu máu vạn trượng thoáng chốc đẩy lui mười mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả với khí thế không thể địch nổi. Khi tất cả tuế nguyệt nghịch lưu giả đều dừng lại, mấy người họ đều tỏ vẻ hoảng sợ, nhìn Diệp Quân như sát thần phía xa, cũng không dám tiến lên nữa. Nhưng Diệp Quân vẫn lao về phía bọn họ. Giết! Lúc này, trong đầu Diệp Quân chỉ có một suy nghĩ, đó là giết hết tất cả. Sau khi hoàn toàn rơi vào phong ma, cuối cùng sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân cũng thể hiện sự dữ tợn của nó, dù Diệp Quân trước đây cũng từng sử dụng sức mạnh huyết mạch. Nhưng khi đó Diệp Quân vì để bản thân tỉnh táo, dù có sử dụng huyết mạch phong ma, hắn cũng sẽ trấn áp nó, không khiến bản thân hoàn toàn nổi điên. Mà áp chế như thế, đương nhiên uy lực của huyết mạch phong ma không thể chân chính phát huy được. Nhưng lần này thì khác, hắn đã không áp chế nữa. Phải biết rằng huyết mạch phong ma hiện tại đã không phải huyết mạch phong ma ban đầu. Huyết mạch phong ma hiện tại đã trải qua sự tăng cường của hai đời cao thủ tuyệt thế là kiếm chủ Thanh Sam và kiếm chủ Nhân Gian, dù là uy lực hay tiềm lực cũng là vô cùng vô tận. Đối với Diệp Quân trước mắt chính là không có giới hạn. Trừ khi thực lực của hắn vượt qua kiếm chủ hai đời trước, nếu không huyết mạch phong ma này chính là không có giới hạn với hắn, chỉ cần hắn không chết, sức mạnh mà hắn lấy được sẽ là vô cùng vô tận. Tốc độ của Diệp Quân rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã lao đến chỗ đám tuế nguyệt nghịch lưu giả kia, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả bị giết chết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, sắc mặt của người đàn ông trung niên dẫn đầu lập tức trở nên khó coi, ông ta vốn còn muốn chống cự, nhưng khi thấy khí thế của Diệp Quân ngày càng mạnh hơn, ông ta nói một cách quyết đoán, rút lui. Dứt lời, ông ta lập tức dẫn mọi người trốn vào trong dòng sông tuế nguyệt. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu chém xuống một kiếm, dòng sông tuế nguyệt bị bổ đôi. Sau đó, hắn biến thành một tia huyết quang lao vào trong. Vào tuế nguyệt trường hà. Thấy Diệp Quân vào tuế nguyệt trường hà, Dạ Quân đang duy trì trận pháp vĩnh dạ đột nhiên biến sắc, ông ta vốn muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, bởi vì Diệp Quân đã vào tuế nguyệt trường hà, hơn nữa cảm giác Diệp Quân mang lại cho ông ta lúc này vô cùng nguy hiểm, vô cùng vô cùng nguy hiểm. Huyết mạch phong ma. Ban đầu ông ta cứ tưởng huyết mạch vương đạo của gia tộc Vĩnh Dạ sẽ không thua kém huyết mạch phong ma của Diệp Quân, nhưng bây giờ xem ra không chỉ thua kém một chút mà có thể nói là không thể so sánh. Người giỏi có người giỏi hơn, huyết mạch lợi hại còn có huyết mạch lợi hại hơn. Như nghĩ tới điều gì, Dạ Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu trong hư không, ở nơi ấy, Dạ Nam Tình vẫn đang chiến đấu với Đệ Nhất Lăng. Trong hư không. Đệ Nhất Lăng nhìn Dạ Nam Tình với ánh mắt u ám, cô thật sự định lún vào vũng bùn này. Sắc mặt Dạ Nam Tình không thay đổi, đúng. Đệ Nhất Lăng híp mắt, sát khí trong mắt dâng trào rồi vì tức giận mà lan ra khắp trốn khiến cho hư không xung quanh rung lên từng đợt. Vẻ mặt Dạ Nam Tình vẫn bình tĩnh như nước, cô ta phớt lờ sát khí của đối phương. Đệ Nhất Lăng nhìn chằm chằm Dạ Nam Tình, tại sao? Dạ Nam Tình thờ ơ nhìn Đệ Nhất Lăng, ta thành thân với hắn rồi.
Đệ Nhất Lang sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc thốt lên, sao có thể thế được, cô là. Dạ Nam Tình không muốn nhiều lời bèn phất tay áo, một luồng sức mạnh lập tức quét về phía Đệ Nhất Lang. Sau khi Diệp Quân vào Tuế Nguyệt Trường Hà, ngược dòng thời gian đi tìm nhóm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đang chạy trốn tán loạn. Bởi vì có chân thụ và cây thần tự nhiên trợ giúp nên thương thế của hắn đã hồi phục kha khá, huyền khí cũng vô tận, dùng thoải mái không sợ hết. Lúc này sắc mặt những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đang vô cùng khó coi. Hơn 300 người mà bây giờ bọn họ chỉ còn lại 230 người. Một người đuổi đánh 300 người. Quá khó tin. Mà khi thấy Diệp Quân vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nhóm người đàn ông trung niên đều kinh hãi, người này điên rồi à? Một ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên trầm giọng bảo, chúng ta ở đây, tu vi không bị áp chế. Rõ ràng không phải định chạy mà là định đánh. Người đàn ông trung niên xoay người nhìn về phương xa, ở nơi xa của Tuế Nguyệt Trường Hà có một mùi máu tanh gai mũi xộc đến. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm nơi đó, không nói gì. Ông lão lại nói, mấy trăm người giết một người không thành còn bị đuổi giết, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của chúng ta phải để đi đâu. Nói tới câu cuối, vẻ mặt ông ta đột nhiên trở nên hung dữ. Sắc mặt của những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả kia cũng cực kỳ khó coi, họ không phải nhân vật tiểu tốt, đều là cường giả siêu cấp hàng đầu ở mỗi thời đại, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chắc chắn họ sẽ trở thành trò cười trong lịch sử Tuế Nguyệt Trường Hà. 300 người đánh một người còn bị đuổi đánh ngược lại. Không thể để mất mặt thế này được. Khi người đàn ông trung niên đang do dự thì một người bỗng nói, huyết mạch của Diệp Quân đặc biệt, khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng sẽ có khi yếu đi, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, không lâu nữa chắc chắn hắn sẽ bị huyết mạch phản phệ rồi tự nổ mà chết. Nghe câu này, một số Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đang có mặt đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Huyết mạch của Diệp Quân rất mạnh. Nhưng với biên độ tăng lên thế này lâu dần chắc chắn sẽ bị phản phệ. Đúng lúc này, một luồng sát khí rất mạnh ập tới. Mọi người nhìn về phía xa, ở cuối tầm nhìn của họ, một thanh niên toàn thân như máu đang lao nhanh về phía này. Nhìn thấy Diệp Quân giờ phút này, nét mặt các cường giả Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đều vô cùng nặng nề. Hơi thở mạnh mẽ toát ra từ người hắn thật sự đáng sợ, khiến tim người ta đập thình thịch. Lúc này, một ông lão trầm giọng bảo, trận pháp biến mất, thực lực của chúng ta đã khôi phục, còn sợ hắn cái gì nữa? Giết! Dứt lời, ông ta là người đầu tiên lao ra ngoài. Thấy vậy, những cường giả còn lại cũng lần lượt lao ra. Đánh từ đầu đến giờ, họ thật sự đã kìm nén quá nhiều. Nếu lúc này còn bỏ chạy nữa, đến bản thân họ cũng sẽ coi thường chính mình, ai đời lại để một thanh niên đuổi theo mấy trăm người bọn họ như thế? Họ không thể mất mặt như thế được. Xông lên đi. Hơn 200 cường giả hàng đầu không lùi mà tiến, lao thẳng về Diệp Quân phía xa, khí thế mạnh mẽ phát ra từ người họ khiến Tuế Nguyệt Trường Hà phải sục sôi. Giết! Không phải ngươi chết thì là ta chết. Giờ khắc này, người Diệp Quân bỗng trở nên mờ ảo, thấy cảnh này, sắc mặt những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả kia đều thay đổi, họ biết Diệp Quân chuẩn bị tung chiêu lớn. Họ vẫn vô cùng dè chừng hai kiếm kỹ kia của Diệp Quân, bởi vì những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đã chết vừa rồi bị chính kiếm kỹ này của Diệp Quân chém chết. Cố gắng chống lại ắt sẽ chết. Mọi người vội vàng đổi từ tấn công sang phòng ngự, mấy trăm cường giả hợp lực tạo ra màn sáng phòng ngự, màn sáng vừa hình thành, hàng nghìn kiếm quang xuất hiện, sau đó hội tụ lại thành một rồi chém ra. Bùm! Màn sáng chấn động kịch liệt, sau đó vỡ vụn. Sức mạnh cường đại hất văng mấy trăm cường giả đằng sau màn sáng bay ra cả mấy vạn trượng. Mà lúc này, một luồng huyết quang phóng tới. Vẻ mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu dữ tợn, giết. Vừa dứt lời, mọi người đều xông thẳng về phía Diệp Quân, nhưng vừa xông tới thì một luồng kiếm quang đã chém chết một Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, máu bắn ra tung tóe, lập tức bị huyết mạch của Diệp Quân hút lấy. Phệ huyết. Sau khi chém chết Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đó, Diệp Quân cử động cổ tay, thánh kiếm Hiên Viên trong tay bột phát ra một luồng kiếm quang màu máu. Phụt! Lại một Tuế Nguyệt nghịch lưu giả nữa bị chém chết. Nhưng lúc này, mấy chục luồng khí thế mạnh mẽ nghiền ép về phía Diệp Quân. Diệp Quân hét lên một tiếng, trong nháy mắt, luồng sức mạnh bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực! Khi kiếm vực xuất hiện,
toàn bộ hơi thở mạnh mẽ đều bị áp chế, các tuế nguyệt nghịch lưu giả còn chưa phá vực thì Diệp Quân đã lại một lần nữa hóa thành kiếm quang lao thẳng về phía mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả gần nhất. Kiếm ra khỏi vỏ. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Một kiếm hạ xuống, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả chắn trước mặt Diệp Quân lập tức bị chém bay, đồng thời sức mạnh cường đại cũng chém nứt tuế nguyệt trường hà trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương đột nhiên phóng tới sau lưng Diệp Quân, hơn 100 luồng khí thế uy áp mạnh mẽ như triệu ngọn núi đè về phía hắn, chấn áp hắn tại chỗ. Vẻ mặt Diệp Quân vặn vẹo, hắn nắm chặt tay trái, ngẩng đầu gầm lên, hàng vạn kiếm quang màu đỏ trong cơ thể bay ra. Tất cả đều ngưng tụ từ kiếm ý. Bùm! Trong nháy mắt, khí thế của những cường giả đó bị phi kiếm của hắn chém tan, nhưng vào lúc này, trường thương kia lại đâm vào lưng Diệp Quân, hắn quay phát lại chém ra một nhát. Phập! Tuế Nguyệt nghịch lưu giả trước mặt bị chém bay, khi bay đi, cơ thể hắn ta nổ tung từng tấc. Nhưng vào lúc này, lại có mấy chục luồng khí mạnh mẽ nữa quét về phía Diệp Quân. Ầm! Vô số kiếm quang màu máu bị phá vỡ, Diệp Quân bị đánh bay mấy vạn trượng, còn chưa dừng lại, một quyền ấn vạn trượng đã đè xuống từ đỉnh đầu hắn. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm hiên viên trong tay phóng lên trời, trong nháy mắt chém vỡ quyền ấn ấy, nhưng khắc tiếp theo còn có nhiều sức mạnh cường hãn hơn phóng về phía hắn. Diệp Quân xông lên phía trước, thánh kiếm hiên viên trong tay điên cuồng vung lên, từng luồng kiếm quang màu máu chém ra tựa như cuồng phong vũ bão, đòn tấn công hung hãn đẩy lùi đám tuế nguyệt nghịch lưu giả trước mặt. Lúc này cả hai bên đều đã giết điên cuồng. Thực sự là không chết không chịu dừng. Nhưng Diệp Quân càng đánh càng hăng hái, quan trọng nhất là càng đánh càng mạnh, vì sức mạnh huyết mạch phong ma của hắn vẫn đang tăng lên một cách điên cuồng. Hai bên đánh nhau kịch liệt cả một canh giờ, 230 tuế nguyệt nghịch lưu giả bây giờ chỉ còn lại hơn 200 người. Diệp Quân cũng thảm, toàn thân không chỗ nào không bị thương, nhưng vì có cây thần tự nhiên nên chỉ cần không chịu đòn tấn công chí mạng thì hắn rất khó chết. Khả năng phục hồi của cây thần tự nhiên quá nghịch thiên. Diệp Quân càng đánh càng phấn khích, mà những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia lại càng đánh càng sợ hãi, vì họ phát hiện, Diệp Quân càng đánh càng mạnh. Đúng lúc này, có tuế nguyệt nghịch lưu giả đột nhiên hung tợn nói, sức mạnh huyết mạch của hắn chắc sắp tới cực hạn rồi. Đến cực hạn chắc chắn sẽ phản phệ. Nghĩ tới đây, mọi người lại một lần nữa lao về phía Diệp Quân, có điều lúc này bọn họ không còn liều mạng như trước nữa. Bây giờ họ chỉ muốn kéo dài thời gian, đến khi Diệp Quân sức cùng lực kiệt sau đó bị sức mạnh huyết mạch phản phệ. Sau khi lựa chọn không áp chế huyết mạch phong ma, cuối cùng huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân đã thực sự được giải phóng, sức mạnh huyết mạch tràn ngập toàn thân hắn, lúc này hắn chỉ muốn giết người, chỉ muốn được chút ra. Giết hết tất cả. Lúc này dù phụ thân có đứng ở đây, hắn cũng sẽ chém hai nhát. Lại một canh giờ nữa trôi qua, lại có hơn 10 tuế nguyệt nghịch lưu giả nữa mất mạng, mà lúc này sắc mặt của họ đã trở nên cực kỳ khó coi, bởi họ biết Diệp Quân trước mặt không hề kiệt sức, ngược lại, sức chiến đấu của hắn còn càng ngày càng mạnh. Quá vô lý. Nhìn Diệp Quân như sát thần, lòng mọi người đều nảy lên ý định rút lui. Lúc đầu họ khí thế hừng hực, không chết không thôi. Nhưng đánh một hồi họ phát hiện người đàn ông trước mắt càng đánh càng mạnh, sức mạnh huyết mạch cũng không hề cạn kiệt. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện khí thế kiếm đạo của Diệp Quân cũng càng ngày càng mạnh, dường như có xu hướng đột phá. Khi cảm nhận được điều này, nét mặt các tuế nguyệt nghịch lưu giả lại càng trở nên khó coi hơn. Lúc này Diệp Quân chợt chém ra một kiếm nữa, một luồng kiếm quang màu máu đẩy lùi mười mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả trước mặt. Mọi người nhân cơ hội này lùi lại phía sau mấy vạn trượng, cách xa Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân cả người đầy máu, tựa như sát thần, vẻ mặt mọi người đều cực kỳ âm trầm. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lúc này cũng muốn rút lui, bởi vì ông ta phát hiện bọn họ không thể làm gì được người thanh niên trước mặt. Ngay khi ông ta chuẩn bị phát lệnh rút lui thì một nam thanh niên bỗng lên tiếng, khí thế huyết mạch của hắn liên tục tăng lên, ta nghĩ cũng sắp tới lúc cạn kiệt rồi. Cố gắng thêm nhiều nhất nửa canh giờ nữa, chắc chắn huyết mạch của hắn sẽ cạn kiệt và bị phản phệ đến chết điên cuồng tấn công. Huyết mạch cạn kiệt. Mọi người đều im lặng. Huyết mạch có thể tăng lên vô hạn không? Chắc chắn là không thể, không có huyết mạch nào nghịch thiên như thế, bởi vậy chắc chắn huyết mạch của Diệp Quân sẽ chỉ tăng đến một lúc nào đó, đến khi tới cực hạn hắn sẽ bị huyết mạch phản phệ.
huyết mạch phản phệ. Cố gắng thêm nửa canh giờ nữa. Ánh mắt người đàn ông trung niên cầm đầu tối sầm, hơi do dự. Mà lúc này người đàn ông áo xanh lại nói, ở tuổi này mà người này đã có sức chiến đấu thế này, nếu hôm nay không giết, sau này chúng ta sẽ còn chẳng bằng con kiến khi đứng trước mặt hắn. Nghe xong những lời này, vẻ mặt mọi người lại càng thêm khó coi. Đúng thế. Năm nay Diệp Quân mới bao nhiêu tuổi? Khoảng 21. Ở tuổi này mà sức chiến đấu đã đáng sợ như thế, nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành thì còn thế nào nữa? Nghĩ tới đây, trong mắt người đàn ông trung niên lại hiện lên sát khí, lần này ông ta không còn do dự nữa, làm hắn kiệt sức đi. Làm hắn kiệt sức. Lúc này cứng đối cứng với Diệp Quân không nghi ngờ gì là một hành vi ngu xuẩn. Bốn chữ, làm hắn kiệt sức. Đến khi huyết mạch của hắn cạn kiệt và tự phản phệ. Đương nhiên không chỉ làm hắn kiệt sức, bọn họ cũng đã xin viện trợ, không lâu nữa sẽ có cường giả tới đây. Bây giờ họ đã không còn nghĩ đến vấn đề thể diện nữa, họ chỉ muốn Diệp Quân chết thật nhanh. Mọi người lại lao về phía Diệp Quân. Nhưng lần này họ không còn ở gần hắn nữa mà tấn công từ xa. Diệp Quân nhiều lần lao về phía đám đông nhưng đều bị bọn họ đẩy lùi, mà bọn họ cũng không đuổi theo tấn công mà chỉ hợp sức phòng thủ. Bọn họ phòng thủ, Diệp Quân nhất thời thật sự không làm gì được họ, dù sao bọn họ cũng đông người. Diệp Quân lao về phía nhóm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả hết lần này đến lần khác, nhưng lại bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy cảnh này, nhóm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả vui mừng khôn xiết, bởi vì họ phát hiện khi họ không chủ động xuất kích nữa, Diệp Quân không làm gì được họ, chỉ cần họ chủ động xuất kích thì chắc chắn sẽ có người chết. Mà hợp lực phòng thủ thì Diệp Quân sẽ không làm được gì. Làm hắn kiệt sức. Cứ thế, cả hai bên bắt đầu khiến đối phương tiêu hao thể lực. Diệp Quân cầm Thánh Kiếm Hiên Viên đứng ở nơi xa, giờ phút này, Thánh Kiếm Hiên Viên dưới sự ảnh hưởng của huyết mạch phong ma đã biến thành màu đỏ như máu. Xung quanh hắn không ngừng tuôn ra sức mạnh huyết mạch, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên Diệp Quân mở mắt, trong mắt đầy tơ máu, giây tiếp theo, hắn bỗng hóa thành một luồng kiếm quang chém về phía Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều cứng đờ, vội vàng liên thủ phòng ngự. Cùng với tiếng kiếm ngân vang lên. Diệp Quân bỗng hóa thành luồng kiếm quang màu đỏ biến mất tại chỗ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu hô to, phòng ngự. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hành động, một tấm khiên khí màu vàng kim cao vạn trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Kiếm tới. Bùm. Một tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc. Khiên khí màu vàng kim nứt ra nhưng không bị phá vỡ, có điều lúc này lại có một kiếm nữa chém xuống. Bùm. Nhát kiếm này chém xuống, khiên khí màu vàng nổ tung, hóa thành hàng nghìn mảnh vỡ màu vàng bắn về bốn hướng, nó đi qua nơi nào, thời không Tuế Nguyệt Trường Hà xung quanh lập tức bị xé nát thành từng mảnh. Nhưng vào lúc này, đoàn Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đã bị đẩy lùi mấy vạn trượng, một làn nữa cách xa Diệp Quân. Bây giờ họ đã hạ quyết tâm khiến Diệp Quân kiệt sức, quyết không cứng đối cứng với hắn. Nếu ai cũng không muốn sống thì thật ra có thể giết được Diệp Quân. Nhưng họ không phải tấm sắt, đến đây giết Diệp Quân cũng chỉ vì muốn được sống lâu hơn, bởi vậy không ai thật sự muốn quá liều mạng. Hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác. Họ không muốn. Họ không vĩ đại như vậy. Diệp Quân không bỏ cuộc, một lần nữa lao về phía Tuế Nguyệt nghịch lưu giả, đòn tấn công nào của hắn cũng đều mạnh hơn lần trước, nhưng lần nào cũng bị chặn lại. Cứ thế, một bên điên cuồng tấn công, một bên phòng thủ nghiêm ngặt. Hai bên nhất thời rơi vào tình thế bế tắc. Khoảng một canh giờ sau, nhóm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả tránh đòn tấn công của Diệp Quân nên đã lùi lại cả mấy chục vạn trượng. Giờ phút này sắc mặt họ đều trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì họ phát hiện sau một canh giờ mà sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân vẫn chưa cạn kiệt, ngược lại thực lực của tên này còn trở nên mạnh hơn. Điều đáng sợ nhất là khí thế kiếm đạo của Diệp Quân cũng trở nên đáng sợ hơn. Người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, nét mặt ông ta khó coi như sắp chết, vì trực giác nói với ông ta rằng cứ đánh tiếp thế này, sợ rằng Diệp Quân sẽ đột phá kiếm đạo, không chỉ kiếm đạo sắp đột phá mà sợ rằng cảnh giới cũng sắp đột phá. Không có Ngao Thiên Thiên gia trì, cảnh giới của Diệp Quân đã từ mệnh vận đại đế trở thành Tuế Nguyệt đại đế. Nếu cảnh giới và cảnh giới kiếm đạo cùng đột phá, người đàn ông trung niên không dám nghĩ tiếp nữa.
quay đầu nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận phía sau, ông ta nhíu mày thật chặt, sao viện binh vẫn chưa tới. Đúng lúc này, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên dừng lại. Thấy điều này, phía người đàn ông trung niên đều sửng sốt. Diệp Quân từ nãy đến giờ vẫn luôn tấn công dữ dội, giống như kẻ điên không biết mệt mỏi, nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.